Chương 2280, là hắn, Lăng Hàn. Thật có người có thể xông qua cửa ải thứ 8 sao? Hắn không phải là không có nếm thử, nhưng rất nhanh liền thất bại, cũng làm cho hắn cảm thấy cửa ải thứ 8 quả thực không phải người có thể thông qua. Chỉ ít hiện tại hắn không được, có thể sau khi đạt đến tứ tinh, hắn có thể làm được. Ai, đến tột cùng là ai? Lúc này, thân thể của Lăng Hàn khẽ run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Lăng Hàn không có lập tức đứng lên, là bởi vì sau khi qua cửa ải thứ 8, trong thế giới tinh thần đột nhiên bắt đầu biến hóa rất lớn. Ở trước mặt của hắn xuất hiện từng đan phương, đều là từ trước tới nay hắn chưa từng học qua, để hắn thấy hàng liền sáng mắt, không nhịn được ghi lại từng cái, khắc vào trong ký ức. Vì lẽ đó, hắn bỏ ra một chút thời gian, lưu danh, có thể lạc ấn xuống, thiên cổ bất diệt. Trong thế giới tinh thần, thanh âm lạnh như băng kia nói. Có thể xếp hạng thứ mấy? Lăng Hàn hỏi, thứ ba, âm thanh này hồi đáp, mới thứ ba lăng hàn lắc đầu một cái vậy coi như thôi hắn mới không cần tên của hai người đè lên mình còn dài dằng dẵng nhưng hắn lại không biết hai người xếp hạng trước mặt hắn không phải là thời điểm ở đan sư tam tinh nhận biết linh dược mà là khi sắp đột phá ngũ tinh ở đây phúc tra năng lực nhận biết linh dược của mình mới đè ép hắn một đầu nếu như thời điểm lăng hàn đến tứ tinh đại sư trở lại tiến hành sát hạch nhận biết linh dược Vậy hắn thông qua cửa ải thứ 8 cần thời gian nhất định có thể giảm thiểu rất nhiều, xung kích thứ nhất cũng rất dễ dàng. Hết cách rồi, ở trên đan đạo hắn mới là đế vương tuyệt không có đối thủ. Sau khi nói ra chữ thôi, Lăng Hàn liền bị đá ra thế giới tinh thần, vì lẽ đó, hắn mở hai mắt ra, đứng thẳng người lên. Không có ai nhìn nhiều hắn, bởi vì ai cũng không cho là hắn xông qua cửa ải thứ 8. Không phải sao, nếu như tên thiên tài này kết thúc sát hạch, vậy trên dược đạo thạch sẽ cho thấy tên của hắn hoặc là danh hiệu, phong hào. Không lưu danh, tại sao, ai cũng không nghĩ ra có khả năng làm như thế, đây chính là thiên cổ lưu danh, giai thoại lan truyền vạn năm A. Ngay cả Nhật Dương Đan Sư cùng Ngô Tử Hư cũng đang ngẩng đầu nhìn xung quanh, bọn họ bức thiết muốn biết, người vượt qua mình, thậm chí ở trong một kỷ nguyên cũng có thể xưng là tối cường đến cùng là ai. Lúc này, tên học đồ kia lại tới, hắn hùng hục chạy về phía Lăng Hàn, trên mặt mang theo vẻ cực kỳ khiếp sợ, giữ chức học đồ của cổ Đan Thành, hắn so với người khác nắm giữ càng nhiều tin tức, nói thí dụ như, hắn thông qua liên tiếp thạch đặc biệt, nhìn thấy thành tích của Lăng Hàn. Cửa ải thứ 8, chơi ạ, à, nếu tin tức này truyền quay lại cổ đan tháp, nói không chắc những trưởng lão kia cũng sẽ đích thân chạy tới, cướp thu Lăng Hàn làm đồ đệ. Nếu như có người tinh tế, liền có thể nhìn thấy trên mặt hắn lúc này khiếp sợ, kính nể, lấy lòng cùng nhiều loại tâm tình giao hòa vào nhau, sau đó liền có thể đoán ra một chút. Đáng tiếc, hiện tại mọi người đều hiếu kỳ con siêu cấp hắc mã này là ai nào có tâm tình chú ý một đan đạo học đồ nho nhỏ như vậy lang thiếu tên học đồ kia cung kính kêu lên ở trên liên tiếp thạch có thông tin báo danh của lăng hàn hiện tại hắn là lần thứ hai xác nhận trước sau hai cái lăng hàn là cùng một người không thể bị vàng thao lẫn lộn tiểu nhân đối chiếu thành tích cho ngài hắn dùng giọng cẩn thận nói ồ người bên cạnh nghe được đều không kỳ quái tên học đồ này không phải vẫn rất cao ngạo sao ngoại trừ mấy người thông qua cửa thứ bảy, còn chưa từng thấy hắn khách khí như thế, hiện tại là chuyện gì xảy ra, thật giống như hận không thể muốn liếm quỷ. Hẳn là đệ tử của vị đan đạo đại sư nào a? À? Nói không chắc là người của cổ đan tháp, cố ý chạy tới tinh tướng. Mẹ kiếp, ta ghét nhất loại người như thế. Tất cả mọi người dồn dập biểu đạt xem thường với Lăng Hàn, nhị thế tổ tinh tướng khiến người ta muốn đánh. Được, Lăng Hàn rất vị ý gật đầu. Thành tích của ngài là thông qua cửa ải thứ 8, thời gian là giao nhiều tiếng hô kinh ngạc nhất thời nhấn chìm lời còn lại của tên học đồ kia cửa ải thứ tám yêu nhiệt thông qua cửa ải thứ tám lại là hắn trời à mấy người lúc trước trào phúng lăng hàn hận không thể ở trên đất có cái động để bọn họ chui vào coi như lăng hàn thật là thế tổ nhất tinh tướng nhị vậy cái này cũng ngụy trang đến mức kinh thiên động địa khiến người ta chỉ có phần bái phục ô người này còn giống như khá quen lăng thiếu lăng thiếu lăng hàn đúng hắn chính là lăng hàn cái gì lăng hàn Ha ha, các ngươi sẽ không phải nói, Lăng Hàn này chính là Lăng Hàn giết đám người Thiên Thanh Nguyệt kia chứ? Đùa gì thế, bọn họ nhất định là trùng tên trùng họ. Đúng, nhất định trùng tên trùng họ. Có người nói, Lăng Hàn kia chỉ có tu vi dương hồn, nhưng có thể giết siêu cấp đế giả Thiên Hồn, Thiên Phú võ đạo quả thực nghịch loạn kim cổ. Người như vậy làm sao còn có thể là yêu nhiệt đan đạo? Đúng, hơn nữa có người nói Lăng Hàn kia thân hình như đá, rõ ràng không đúng a. À? Lăng Hàn suýt chút nữa phun ra ngoài, làm sao lại còn nói đến chuyện này, kháo, là ai đồn ra, đứng ra xem hắn không đánh chết mới lạ. Có điều, hắn thật giống như cũng là dương hồn, hơn nữa dung mạo rất giống, lại gọi Lăng Hàn, hí, tha một vòng trở lại, tất cả mọi người hít khí lạnh, càng ngày càng tin tưởng độ khả thi kia. Hai Lăng Hàn chính là một người. Sau đó, bọn họ bắt đầu kinh ngạc thốt lên, ôm đầu, cảm giác nhân sinh trong nháy mắt đổ nát. Trên đời này tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy? đối chiếu xong chưa lăng hàn hỏi tên học đồ kia vâng vâng học đồ kia vội vàng gật đầu hận không thể hiến đầu gối cho lăng hàn lăng hàn nở nụ cười vậy ta đi a à, tiểu nhân tiễn lăng thiếu học đồ kia cũng mặc kệ có người vừa vặn kết thúc sát hạch ở trước mặt lăng hàn tất cả người khác đều không trọng yếu lăng hàn xoay người nghênh ngang rời đi chậm chỉ là hắn mới đi mấy bước liền bị người ngăn lại là ngô tử hư lăng hàn đúng không ngô tử hư đầy mặt không phục ta là ngô tử hư, ta thừa nhận, người ở trên năng lực nhận biết linh dược mạnh hơn ta. Cái này không phải phí lời sao, người xem một chút trong lịch sử có mấy người thông qua cửa ải thứ 8. Chỉ ít ở đan sư tam tinh trở xuống, có thể thông qua cửa ải thứ 8 chỉ có 7 người, hiện tại thêm vào lăng hàn, là 8 người. chương 2281, uy hiếp, cần muốn ngươi thừa nhận, có điều, đan sư mạnh yếu chung quy còn là thực lực luyện đan, ở trong hai vòng sát hạch sau, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Ngô Tử Hư như chặt đinh chém sắt nói, Lăng Hàn chỉ cười nhạt, ở trên đan đạo, đối thủ của hắn xưa nay chỉ có chính hắn, chỉ cần vượt qua mình, vậy căn bản không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Không giống võ đạo, còn có loại yêu nghiệt như kỳ vô danh. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi." Ngô Tử Hư bỏ xuống câu nói này, liền rời đi trước. Cướp ở trước mặt Lăng Hàn, tựa hồ cũng là một loại thị uy, ta chính là muốn ở phía trước của ngươi. Có điều, hắn kết thúc sát hạch nhận biết linh dược, kỳ thực cũng có thể rời đi, chỉ là thân phận của hắn tương đối cao, vì lẽ đó tạm thời mới không có ai đi đuổi hắn, nhưng thời gian dài, vậy quản ngươi là ai, như thường phải rời đi. Lăng Hàn bật cười, thật là một người trẻ tuổi, mới sẽ kích động như vậy. Nhật Dương Đan Sư cũng đi tới, nhưng chỉ nhìn Lăng Hàn, không nói lời nào. Lão gia tử, người cũng kìm nén một bụng sức lực, dự định ở luyện đan đánh bại ta sao? Lăng Hàn cười nói, tuy khiêu chiến thanh niên như người có chút không hợp, nhưng dính đến danh dự cùng tôn nghiêm của ta, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đánh bại ngươi. Nhật Dương Đan Sư nói, hắn là lão Đan Sư chân chính, hơn nữa đã sớm chạm tới ngưỡng cửa tứ tinh, nhưng dù sao vẫn kém tí tẹo như vậy, không cách nào nhảy tới, có thể lăng hàn chính là thời cơ để hắn vượt qua mình. Nhật Dương Đan Sư cũng nhanh chân đi ra ngoài, lời đã thả, nói cái gì nữa cũng không có ý nghĩa, vậy liền sau 7 ngày nhìn rõ ràng đi. Phòng thứ nhất sát hạch, nhận biết linh dược, phòng thứ hai chính là luyện đan, vòng thứ ba là luyện linh thành tích ba lần cộng lại tổng điểm thứ nhất chính là quán quân trong đan đạo tỷ thí lần này lăng hàn trở lại khách sạn nhưng chỉ một lúc sau người tìm hiểu như mây có mấy người là đến tìm ngọn nguồn lăng hàn có lai lịch gì nếu như có bối cảnh mạnh mẽ vậy liền giao hảo nếu như không có vậy liền nghĩ biện pháp mời chào có mấy người thuần túy là hiếu kỳ muốn biết yêu nghiệt như vậy đến cùng hình dạng ra sao có điều bởi vì lăng hàn còn từng giết đám người thiên thanh nguyệt làm cho rất nhiều thế lực dẫm chân tại chỗ sợ đắc tội những thế lực tiên vương mạnh mẽ kia lăng hàn chẳng muốn ứng phó để phó nhạc đi toàn quyền phụ trách cái tên này đúng là trời sinh thích hợp làm thuyết khách cầm chân tăng giá để người ta nịnh hót cẩn thận kết giao sát hạch nhận biết linh dược vẫn còn tiếp tục hai ngày sau thành tích của một thiên tài đan đạo khác cũng đi ra phan lạc linh cửa ải thứ bảy có điều kế tiếp sẽ không còn hắc mã nhô ra hơn nữa dưới ánh sáng của lăng hàn lâm vĩnh sương đã ảm đạm phai mờ hầu như không có ai nhắc lại hắn sau một ngày có người đến bái phỏng người muốn gặp lăng hàn đương nhiên mỗi ngày đều có nhưng ngày hôm nay mấy khách nhân này để phó nhạc không dám khước từ lăng hàn hắn đẩy cửa mà vào phía sau theo ba người trẻ tuổi phân biệt hai nam một nữ nam đều anh tuấn tiêu sái nữ xinh đẹp như hoa tỏa ra anh khí bừng bừng lăng hàn nhận ra một người trong đó lâm vĩnh sương vị này chính là nguyên đồng quang nguyên thiếu phó nhạc giới thiệu trên mặt có vẻ kính sợ lão tổ tông của nguyên thiếu chính là trưởng lão của cổ đan tháp ngũ tinh đại sư ngũ tinh đại sư kia là đan đạo đỉnh cao tuy phó nhạc cũng có một gia gia là đan sư tứ tinh nhưng ở trước mặt nguyên đồng quang là căn bản không thẳng nổi sống lưng tứ tinh đại sư so với ngũ tinh kia chính là thăng nguyên cùng tiên vương kém quá nhiều quá nhiều vị này chính là lâm vĩnh sương lâm thiếu vị này là phan lạc linh phan tiên tử phó nhạc tiếp tục nói phân biệt chỉ vào nam nữ còn lại kia. Mặc dù Lăng Hàn có chút bất mãn, nhưng cũng không trách phó nhạc. Ở trước mặt của Nguyên Đồng Quang, phó nhạc xác thực rất khó nói không, bất kể là cổ đan tháp hay ngũ tinh đại sư, đều ép phó nhạc tới gắt gao, không cho phép hắn từ chối. Tại hạ Lăng Hàn, Lăng Hàn quyết định cho phó nhạc một bộ mặt, nhất thời, phó nhạc thở vào nhẹ nhóm, như chút được gánh nặng. Hắn một mình mang người tới, còn sợ Lăng Hàn tức giận, trực tiếp phất tay áo đuổi người, vậy hắn liền thực sự là hai bên khó làm. Ngươi đi ra ngoài trước đi, trên mặt của Nguyên Đồng Quang có một tia ngạo mạn, câu nói này là nói với Phó Nhạc. Ô, coi mình thành chủ nhân sao, Phó Nhạc lộ ra vẻ giận dữ, muốn nổi giật, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống, xoay người ra gian phòng, cũng đóng cửa lại. Nguyên Đồng Quang diếu cợt một tiếng, Phó Nhạc biểu hiện ở trong mắt hắn là không thể bình thường hơn được, ai dám làm trái truyền nhân của cổ đan tháp như hắn. Lăng Hàn không có lên tiếng, nếu như phó nhạc sẵn lòng phản kháng hắn sẽ sẵn lòng nâng đỡ nhưng phó nhạc muốn nuốt giận vào bụng vậy hắn cũng lười ra mặt lăng hàn nguyên đồng quang nhìn lăng hàn khóe mắt hơi nhíu lấy thái độ bề trên nhìn xuống lăng hàn ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt xét thấy ngươi ở trên nhận biết linh dược biểu hiện bất phàm ta có thể trong âm thầm mang ngươi về cổ đan tháp dẫn tiến ngươi vào môn hạ tổ tiên của ta lăng hàn chỉ nở nụ cười nhìn chằm chằm nguyên đồng quang trong lòng không phản đối chuyện cười chỉ lấy năng lực nhận biết linh dược của hắn liền hoàn toàn có tư cách tiến vào cổ đan tháp, cần người dẫn tiến sao. Còn một bộ là ta để bạt ngươi, tư thái cao như vậy, đây là cảm giác yêu Việt từ đâu tới. Nguyên đồng quang không để ý lăng hàn là nghĩ như thế nào, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần hắn đưa ra cảnh ô lưu, người nào có thể từ chối hấp dẫn tiến vào cổ đan tháp. tỷ thí kế tiếp ngươi liền không cần tham gia, Nguyên đồng quang tiếp tục nói, trong lòng lăng hàn nha một hồi, hóa ra đây mới là mục đích thực sự của đối phương. Không để cho mình dự thi, Lăng Hàn lắc đầu một cái nói, "Ta dự thi hay không, thật giống như không cần ngươi nhọc lòng phí công." Vẻ mặt của Nguyên Đồng Quang lập tức trở nên âm trầm, trợn mắt nhìn Lăng Hàn. "Ngươi dám từ chối hảo ý của ta? Không nhìn ra nơi nào tốt a?" À. Lăng Hàn nhìn lại đối phương, Nguyên Đồng Quang muốn tức giận, nhưng lại nhịn xuống. "Lăng Hàn, chớ cho rằng ngươi ở trên nhận biết linh dược có chút thiên phú là có thể coi trời bằng vung, phải biết, chỉ cần ta nói một câu, coi như người tiến vào cổ đan tháp cũng phải quỳ làm người. chương 2282, bồi thường tiền thưởng. Lăng Hàn lại há có thể tiếp thu uy hiếp như vậy, hơn nữa càng có người muốn uy hiếp hắn, tính cách của hắn lại càng muốn đối nghịch, lúc này ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nói. Há, người muốn làm sao đối phó ta? Lăng Hàn, tại sao không chấp nhận khuyên bảo? Phan Lạc Linh mở miệng, ngữ khí rất nhu hòa, nhưng lời nói ra liền không khiến người ta thích nghe. Nguyên thiếu chính là hậu duệ của trưởng lão cổ đan tháp, nói thiếu chủ cũng không quá đáng, người cùng chủ là địch, không phải tự rước lấy nhục là cái gì. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, có chút bừng tỉnh, cái tên này là vì ngươi a. Sớm nghe phó nhạc nói, Phan Lạc Linh lắp lên nguyên đồng quang, đã nội định ba tiêu chuẩn, nhưng từ hiện tại đến xem, dã tâm của đối phương không chỉ như vậy, mà là nhằm vào thứ nhất. Bởi vậy, khuyên lùi kình địch như Lăng Hàn, tự mình từ bỏ thi đấu, Phan Lạc Linh tự nhiên phần thắng tăng nhiều. Không biết ngươi đang nói cái gì, Phan lạc linh lập tức sương lạnh đầy mặt, chỉ có một cơ hội, bằng không ta để ngươi ngay cả cổ đan tháp cũng tiến vào không được. Nguyên đồng quang uy nghiêm đáng sợ nói, Lang hàn cười ha ha, nếu như cổ đan tháp có thể bị loại bỏ đi như ngươi một tay che trời, loại địa phương chó má kia ta đi tới làm gì, tự tìm khổ ăn sao? Đến, có chiêu gì đều phóng ngựa lại đây, ta tiếp. Ngươi thực sự là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nguyên đồng quang vỗ bàn một cái, đùng. Mặc dù cái bàn này là dùng tài liệu tốt làm thành, nhưng hắn là cao thủ âm hồn, làm sao có khả năng chịu đựng được, nhất thời liền tan vỡ. Sớm nói, không cần phiền toái như vậy, ta đến đánh bại hắn là tốt rồi. Lâm Vĩnh Sương đột nhiên mở miệng, Nguyên Đồng Quang liếc mắt nhìn hắn nói, "Nhưng mà ta nghĩ để Lạc Linh thành thứ nhất, ta và ngươi cùng một chỗ mở miệng, lẽ nào người khác dám đối nghịch?" Lâm Vĩnh Sương cực kỳ khinh thường nói, Lăng Hàn kinh ngạc. Nghe khẩu khí của Lâm Vĩnh Sương này tựa hồ địa vị bản thân không thua nguyên đồng quang A. Đúng rồi, tên này tất nhiên cũng xuất từ cổ đan tháp, chính là tinh tướng trong truyền thuyết, cố ý ẩn giấu thân phận, nhưng bất luận là thực lực hay thân phận đều cao đến đáng sợ. Được rồi, nguyên đồng quang gật gù, Lâm Vĩnh Sương chính là đời sau của một trưởng lão khác trong cổ đan tháp, hơn nữa còn là con trai độc nhất, so địa vị còn vượt qua hắn quá nhiều, hơn nữa bản thân là thiên tài đan đạo, hắn nhất định phải nể tình. Lăng Hàn, lại qua bốn ngày, người sẽ ở dưới con mắt mọi người bị ta đánh cho thất bại thảm hại lâm vĩnh sương ngạo nhiên nói càng có một loại không phục ở phương diện nhận biết linh dược hắn lại thua lăng hàn điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt đi ba người này muốn rời khỏi chậm lăng hàn mở miệng khóe miệng của nguyên đồng quang lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ nhìn sợ chưa muốn mở miệng xin tha có điều hắn cũng không có lập tức xoay người muốn kéo khẩu vị của lăng hàn một hồi ai bảo tiểu tử này trước lại dám từ chối đề nghị của mình Bồi thường tiền, âm thanh của Lăng Hàn từ phía sau truyền tới. Ta đệt, Nguyên Đồng Quang nhất thời quẹo thân, mặt hướng Lăng Hàn, trong ánh mắt muốn nhảy ra lửa. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lăng Hàn không nói gì, chỉ chỉ cái bàn, hiện tại đã thành một đống mảnh vỡ, mà kẻ cầm đầu chính là Nguyên Đồng Quang. Biểu cảm trên mặt Nguyên Đồng Quang cực kỳ đặc sắc, hắn vạn lần không ngờ Lăng Hàn lại sẽ bởi vì một cái bàn mà muốn hắn bồi tiền. Hắn là cổ đan tháp đi ra, có một lão tổ tông ngũ tinh đan sư quyền thế có thể nói là ngập trời đừng nói chỉ đập nát một cái bàn ngay cả đập bách long thành thì đã có sao ai dám tìm hắn gây sự hắn cảm giác chịu đến nhục nhã rất lớn lẽ nào mặt mũi thân phận của hắn ngay cả một cái bàn cũng không bằng ngươi 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 hắn đỏ cả mặt phẫn nộ đến muốn giết người không có tiền lang hàn cười cợt không tiền cũng chỉ có thể bắt ngươi lại mỗi ngày làm cu li đến bồi thường nguyên thiếu không cần để ý đến hắn phan lạc linh lập tức nói hắn căn bản không thể so với ngươi tính toán với hắn chỉ là tự hạ thân phận không sai nguyên đồng quang gật gù đúng vậy hắn làm sao có thể tự hạ thân phận đánh với một nhà quê đi ba người lần thứ hai cất bước nhưng lúc này lăng hàn liền không phải lên tiếng đơn giản như vậy hắn trực tiếp ra tay tóm tới cái cổ của nguyên đồng quang lớn mật ba người nguyên đồng quang đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng dồn dập ra tay đánh tới lăng hàn ba người đều là âm hồn cảnh mà Phan Lạc Linh cùng Lâm Vĩnh Sương càng là hoàng giả, mặc dù Nguyên Đồng Quang là nhị thế tổ, nhưng cũng là vương giả, bởi vậy, ba người liên thủ uy lực tự nhiên không giống người thường. Dương hồn nho nhỏ, bọn họ tùy tiện người nào cũng có thể ung dung chân áp. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải Lăng Hàn, không chỉ là đế giả, hơn nữa còn là siêu cấp đế giả. Oanh, Lăng Hàn chỉ dung nguyên lực lên, quy tắc phát huy, oanh oanh oanh, Phan Lạc Linh cùng Lâm Vĩnh Sương liền bị chấn bay ra ngoài, mà Nguyên Đồng Quang thì bị Lăng Hàn sách cổ nâng lên. Ở trước mặt hắn, không có sức chiến đấu cấp bậc thiên hồn đỉnh cao, căn bản không đỡ nổi một đòn. Xem ra lỗ tai của ngươi có vấn đề, nói cho ngươi, bồi thường tiền. Lăng hàn vỗ mặt của Nguyên Đồng Quang, người từ cổ đan tháp đi ra, sẽ không ngay cả một cái bản cũng không đền nổi chứ. Lăng hàn, người thật quá mức, Nguyên Đồng Quang hai mắt phun lửa, hắn chưa từng bị người sách cổ bà tai a à. Một chút tiến bộ cũng không có, Lăng hàn lắc đầu, đùng đùng đùng, hắn đánh lên mặt của Nguyên Đồng Quang, mỗi một lần đánh qua liền làm cho nguyên đồng quang kêu thảm thiết. Sắc mặt của Phan Lạc Linh trắng bệch, nàng làm sao cũng không nghĩ ra lá gan của Lăng Hàn lại to lớn như thế, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, ở ba người liên thủ không những không có bại tẩu, trái lại dễ dàng bắt nguyên đồng quang. Cái tên này làm việc kích động, quả thực chính là một tên thô lỗ, nhưng vạn nhất tên thô lỗ này làm thịt nguyên đồng quang thì sao? Mặc dù người là Lăng Hàn giết, nhưng chân chính tra cứu, nàng cũng khó tránh tội lỗi, tuyệt đối không có quả ngon ăn vì lẽ đó, nàng sợ, không nên vọng động, tuyệt đối không nên sằng bậy. Nàng nói, Lâm Vĩnh Sương thì vẻ mặt lạnh lùng nói, thả người, tuy thực lực của Lăng Hàn đạt đến trình độ nghiền ép, nhưng hắn không kinh sợ chút nào. chương 2283, bồi thường tiền hạ. Bởi vì xưa nay đan sư không phải lấy võ lực tăng trưởng, sở trường của hắn là luyện đan, giá trị võ lực cao thấp lại có quan hệ gì. Ngươi là ai, Lăng Hàn cũng không có nhìn Lâm Vĩnh Sương một chút, chỉ vỗ mặt của Nguyên Đồng Tâm. Ngươi là lỗ tai có vấn đề, hay đầu có vấn đề, nói chuyện với ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi dám vô lễ với ta, nói cho ngươi, ngươi chết chắc rồi." Nguyên Đồng Tâm còn mạnh miệng, đùng, Lăng Hàn quất tới một bạt tai. "A, à, Nguyên Đồng Tâm kêu thảm thiết, tuy thân là vương giả, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn thực quá thuận, chưa từng có nhận qua nỗi khổ da thịt, bị Lăng Hàn đánh mấy cái liền vác không được. "Ta bồi, ta bồi." Lâm Vĩnh Sương hai mắt phun lửa, Lăng Hàn lại dám không nhìn mình hắn hận hận nhìn chằm chằm lăng hàn, uy hiếp nói. Lại không thả người, tự gánh lấy hậu quả. Đúng, lăng hàn lại đánh nguyên đồng tâm một tát, nguyên đồng quang sướng sờ, hắn không phải nói sẵn lòng bồi thường sao, làm sao còn muốn đánh hắn, người còn nói lý hay không. Hắn cực kỳ oan ức nói, tại sao đánh ta, há, hắn uy hiếp ta, để ta khó chịu. Lăng hàn cười nói, đệt, nguyên đồng quang tức giận đến suýt chút nữa nhảy lên, chỉ là bị lăng hàn nắm cái cổ, chỉ có thể uất ức đến đỏ cả mặt ngươi muốn làm gì lâm vĩnh sương trầm giọng nói đùng lăng hàn lại quất nguyên đồng quang một bạt tai nguyên đồng quang phiền muộn mà nhìn lăng hàn lẽ nào một tát này là bởi vì lâm vĩnh sương ngươi đoán đúng lăng hàn nói cho nguyên đồng quang một vẻ mặt tán thưởng nhưng nguyên đồng quang là một chút cũng không hài lòng nổi thấy lâm vĩnh sương lại muốn mở miệng nói chuyện vội vã cướp lời nói lâm ca ngươi đừng nói chuyện tên này nói chuyện hắn khẳng định lại phải ăn đòn đùng chỉ là ý nghĩ của hắn vẫn không có chuyện trên mặt liền chúng một tát cái này là tại sao hắn ai oán nhìn lăng hàn lăng hàn cười ha ha nói đánh quen tay thu không kịp không có chuyện gì lần sau hắn lại uy hiếp ta mà nói ta không quất ngươi một trường là được nguyên đồng quang bị chỉnh đến chỉ có một ý nghĩ thoát thân chỉ ít hiện tại hắn không dám có ý nghĩ trả thù vội vàng nói ta sẵn lòng bồi thường ta sẵn lòng bồi thường cái này còn tạm được lăng hàn gật gù qua loa liền một một trăm triệu tinh thạch đi, ngươi làm sao không đi cướp, nguyên đồng quang lại muốn nhảy lên dẫm người, nhưng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể ào ào thở dốc. Quá nhiều, ta không bỏ ra nổi, thật sự cho rằng hắn là đại gia sao, a à, ngươi không phải từ cổ đan tháp đi ra sao. Lang Hàn lắc đầu, phó nhạc còn có thể mở ra một một trăm triệu tinh thạch tiền chuộc, tại sao người này nghèo như vậy. Nguyên đồng quang thầm nghĩ hắn lần này xa nhà, làm sao có khả năng mang theo nhiều tinh thạch như vậy. Có điều, một trăm triệu tinh thạch thực quá to lớn cho dù còn ở cổ đan tháp muốn hắn chủ ra một trăm triệu tinh thạch cũng cực kỳ khó khăn nguyên gia cũng không chỉ một mình hắn hơn nữa hắn cũng không phải đời sau xuất sắc nhất của nguyên gia có thể chi phối của cải có hạn quỷ nghèo người có thể lấy ra bao nhiêu lăng hàn hỏi đầy mặt hung quang có vẻ cực kỳ hung tàn cái tên này là tự mình đưa tới cửa không cắt một dao sao được hoàn toàn không cần khách khí ngàn vạn nguyên đồng quang run rẩy nói hả Lăng Hàn trừng mắt lên, 20 triệu, nguyên đồng quang vội vã tăng giá. Sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng lấy 37 triệu tinh thạch thành giao, có một bộ phận là mượn của Phan Lạc Linh cùng Lâm Vĩnh Sương. Được rồi, đi thôi. Lăng Hàn tiếp nhận nhẫn không gian, thu tay về. Nguyên đồng quang vội vã bỏ chạy, lần cách Lăng Hàn rất xa, hắn cũng không muốn lại bị Lăng Hàn sách cổ. Lâm Vĩnh Sương nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt như nước, vừa nãy hắn bận tâm Nguyên Đồng Quang vẫn không có mở miệng, nhưng hiện tại hắn cũng không có hứng thú nói chuyện loại gia hỏa không biết điều này sẽ chết rất thảm nếu như hành động ngày hôm nay của lăng hàn truyền đi nhất định sẽ hù chết người ngay cả người của cổ đan tháp cũng dám vơ vét sống thiếu kiên nhẫn nhưng lăng hàn làm như thế ngược lại đã đắc tội thế lực tiên vương phía sau đám người thiên thanh nguyệt vậy lại thêm một cái cổ đan tháp thì đã làm sao bởi vì thành tích của lăng hàn ở phương diện nhận biết linh dược tỷ số bồi của hắn cũng một đường hạ thấp thậm chí vượt qua bọn người tạ nhạc trương, chỉ có một 0.6 có thể nói là ứng tuyển quán quân. Sau 3 ngày, thi đấu luyện đan bắt đầu. Sau vòng đào thải thứ nhất, người dự thi còn lại có chừng hơn 1.300, số lượng ấy vẫn có chút nhiều, quảng trường đan đạo của Bách Long Thành cũng không có nhiều đan thất đồng thời cho nhiều người luyện đan như vậy. Bởi vậy, mỗi trăm người làm một tổ, từng nhóm tiến hành, đại khái mười mấy ngày liền có thể hoàn thành hết thải thi đấu. Bọn người Lăng Hàn, Nhật Dương Đan Sư bị sắp xếp đến tổ cuối cùng ra trận, đây là dựa theo thành tích của bọn họ ở nhận biết linh dược xếp ra, thành tích càng tốt, thời gian ra trận liền càng muộn. Mà mọi người cũng tin tưởng, quán quân nhất định từ trong tổ cuối cùng này sinh ra. Thời gian lặng yên mà qua, sau 12 ngày, cuối cùng đến phiên Lăng Hàn lên sân khấu. Lăng Hàn mang theo ba nữ xuất phát, phó nhạc cũng cùng một chỗ, bọn họ mới vừa ra cửa, liền nhìn thấy tiểu cốt đi tới trước mặt. Ô, tiểu cốt, khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Lăng Hàn hỏi, Tuy trong cái tên của tiểu cốt mang chữ tiểu, nhưng trên thực tế lại không biết là xương già tồn tại bao nhiêu năm, bởi vậy hắn tự nhiên không thể tiến vào bách long bí cảnh, những ngày qua cũng không biết lắc lư ở đâu. Ô, tiểu cốt, khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Tiểu cốt mô phỏng theo nói, ngay cả biểu hiện ngữ khí cũng giống như đúc. Quên đi, vẫn là không hỏi. Lăng Hàn nở nụ cười, tiếp tục hướng phía trước, tiểu cốt cũng đồng thời đi theo bọn họ. Không bao lâu, bọn họ liền đến quảng trường đan đạo, nơi này vô cùng lớn, Đặc biệt chuẩn bị cho các đan sư, định kỳ tổ chức tỉ thí luyện đan, mỗi phòng luyện đan đều có hiệu quả gia tốc thời gian gấp trăm lần. Bởi vậy, thời gian 2 ngày ngoại giới liền có thể luyện ra đan dược. Luyện chế đan dược tứ tinh tranh lệch thời gian không nhiều là 6 tháng, nhưng đan dược ngũ tinh, thời gian luyện chế sẽ lập tức nhảy đến vạn năm, hơn nữa cái này vẫn là tiên đan tầng 1, tầng 9 thậm chí cần kỷ nguyên tính toán. Chương 2284, tỉ thí luyện đan bắt đầu. Chí ít cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào luyện chế qua đan dược tứ tinh, bởi vậy mấy tổ tỉ thí trước đều là một ngày liền quyết định. Tất cả mọi người vừa tiến vào đan thất, sau đó bên ngoài mỗi một đan thất đều có một tên đan sư cộng thêm ba tên học đồ phụ trách giám sát, để ngừa có người làm càn, đương nhiên, quần chúng vây xem cũng có thể đảm nhiệm nhân vật này. Lăng Hàn cũng tiến vào trong đó, ngồi vào chỗ của mình, sau đó chờ đợi thi đấu bắt đầu. Mỗi người đều phải tự chuẩn bị tài liệu luyện đan, đương nhiên luyện ra đan dược cũng quy về hắn sở hữu. Luyện đan dược gì đây? Ồn thỏa một chút, vậy khẳng định là luyện chế đan dược Tam tinh. Nhưng có người nói đám người Nhật Dương đan sư, một tử hư cách đan sư tứ tinh chỉ một bước, nói không chắc sẽ ở chỗ này đột phá. Bởi vậy, ưu thế dẫn trước của Lăng Hàn ở trên nhận biết linh dược sẽ bị xóa đi, coi như thành tích của mọi người tương đương, nhưng đan sư tứ tinh nhất định có thể luyện linh năm lần, vậy vòng thứ 3 tỷ thí luyện linh, đối phương sẽ đạt được ưu thế chân chính. Lăng Hàn lắc đầu một cái, hắn không chấp nhận thất bại. Vậy thì, luyện đan dược tứ tinh, trong lòng Lăng Hàn có đấu trí hừng hực, hắn còn chưa thành công luyện chế qua đan dược tứ tinh, trước sau tranh lệch một cước, luôn cảm thấy khiếm khuyết một chút gì đó. Lần này áp lực sẽ biến thành động lực sao? Lăng Hàn muốn thử một lần, thất bại. Thất bại vậy thì thất bại, hắn vốn không có bao nhiêu hứng thú đối với tiến vào cổ đan tháp, ở đây gây chuyện cũng chỉ vì hấp dẫn Lữ Hải Dung, dẫn bọn họ về côn bằng cung mà thôi. Nguyên đồng quang lại cầm sự tình tiến vào cổ đan tháp uy hiếp hắn, thực sự là sai vô cùng. Được, vậy liền luyện chế đan dược tứ tinh. Trong ánh mắt của Ngô Tử Hư có vẻ điên cuồng, hắn vốn định luyện chế đan dược tam tinh, hơn nữa còn là đan dược tam tinh khó luyện chế nhất băng hoàng đan, nhưng hiện tại thay đổi chủ ý. Đây thắng không được lăng hàn, đan dược tứ tinh, hắn cảm thấy nội tâm thật giống như có một tầng đồ vật gì đó muốn đánh vỡ, dấu hiệu muốn đột phá đan sư tứ tinh. Trước hắn đã từng có, chỉ là lần nào cũng không có mãnh liệt như lần này, để hắn có loại dự cảm mãnh liệt ngày hôm nay hắn nhất định sẽ thành công. Chờ xem, hắn mới là thiên tài đan đạo thứ nhất. Nhật Dương Đan Sư Ôn Nhu xoa xoa lò luyện đan của mình, cái này làm bạn với hắn hơn trăm triệu năm, hoàn toàn có thể coi như là một bộ phận thân thể của hắn, vượt qua người yêu, con cái, bình thường căn bản không ai có thể xúc phạm. Vuốt vuốt, đột nhiên lòng bàn tay của hắn phát lực, thẻ thẻ thẻ, trên vách đan lô lập tức xuất hiện từng vết sách, trong nháy mắt che kín toàn bộ lô thân, đùng, lò luyện đan bị chấn nát lò luyện đan đều ưu tiên tính kháng hỏa vì vậy lực chống đỡ đối với đả kích liền rất kém cỏi ai ở thời điểm luyện đan sẽ đi liều mạng đập lò luyện đan nhật dương đan sư lộ ra vẻ đau lòng nhưng trong ánh mắt càng nhiều là kiên định không phá sao lập hắn chậm chạp không có đột phá là bởi vì dừng lại trong ký ức vinh quang quá khứ quá lâu để hắn vẫn không nghĩ ra nhưng hiện tại hắn có lý do nhất định phải thắng lợi bởi vậy hắn tự tay đập phá lò luyện đan đại biểu quá khứ của mình Ngày hôm nay là một khởi đầu mới. Trong nháy mắt khí thế của Nhật Dương Đan Sư phát sinh biến hóa kịch liệt, ánh mắt sắc bén, có một loại cảm giác biến thành người khác. Con đường tứ tinh đại sư bắt đầu từ hôm nay. Trên mặt tạ nhạc trương vẫn mang theo nụ cười cuối cùng lộ ra một nụ cười chân chính, hắn là tiêu chuẩn có đại tài nên trưởng thành muộn, trở thành đan sư nhất tinh lại bỏ ra 10 ước năm, nhưng trở thành đan sư nhị tinh, đan sư tam tinh lại cũng chỉ bỏ ra 10 ức năm. Lại một 10 ức năm qua đi, hắn có đầy đủ tự tin bước vào tứ tinh, mà hiện tại là thời cơ đẩy ra cửa lớn đan sư tứ tinh. Phan Lạc Linh đúng quy đúng củ, nàng quyết định luyện chế đan dược tam tinh, hơn nữa là tương vị đan sở trường nhất của nàng, không cần quá khó, bởi vì nàng có vũ khí bí mật. Người thắng nhất định là ta, Lâm Vĩnh Sương đầy mặt ngạo nghễ, ai lại biết, hắn từ 60 năm trước đã là tứ tinh đại sư, mà đan sư mạnh nhất ở đây chỉ là tam tinh, hắn hoàn toàn chính là đang bắt nạt người. Hắn ở thời điểm nhận biết linh dược, Kỳ thực cửa ải thứ 8 cũng thiếu chút nữa thành công, chỉ là một ít sai lầm nho nhỏ mới dã tràng xe cát. Nhưng ở lĩnh vực luyện đan, hắn có niềm tin tuyệt đối. Hắn không thèm để ý danh hiệu quán quân này, sau khi một tiếng hót lên làm kinh người sẽ chủ động hủy bỏ thi đấu. Hắn muốn, chỉ là người khác giật mình, vẻ mặt không thể tin được mà thôi, sẽ làm hắn sau khi xem cực kỳ thoải mái. Sau đó hủy bỏ thi đấu, càng là tinh tướng đến trình độ cực cao. Đan sư tam tinh nho nhỏ mà thôi, lại dám ép ta một đầu, lần này liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Quần chúng vây xem cũng toàn bộ đúng chỗ, chờ mong tỉ thí luyện đan bắt đầu. Không giống với nhận biết linh dược, căn bản không nhìn ra món đồ gì, luyện đan lại cực kỳ náo nhiệt. Ô, tại sao bức tường trong suốt của Phan Lạc Linh mơ hồ như vậy, chỉ có thể nhìn thấy dáng dấp đại khái, nhưng không thấy rõ dược thảo trong tay nàng. Có người ngạc nhiên nói, phòng luyện đan kia của Phan Lạc Linh thật giống như xảy ra vấn đề, ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh rất mơ hồ tuy như vậy có thể thấy được dáng dấp của nàng đúng là bản thân nhưng cái khác quá không rõ ràng có người phản ứng có điều bên cổ đan tháp trả lời là phòng luyện đan này đã xảy ra một ít vấn đề nhưng thi đấu sắp bắt đầu không thể vào lúc này kêu dừng ảnh hưởng đến những người khác ngược lại chỉ có chút mơ hồ mà thôi lại không ảnh hưởng đại cục cứ như vậy đi tuy nói như vậy khiến người ta không quá hài lòng nhưng ai dám nghi vấn người của cổ đan tháp không thành vấn đề Vậy liền bắt đầu đi, sau khi ra lệnh một tiếng, tổ tỉ thí cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lăng Hàn đã sớm nghiên cứu đan dược tứ tinh, còn được Tử Thành đại sư chỉ điểm, cùng vị đại sư này thảo luận rất nhiều lần, cách thành công chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Hắn lấy ra tiên dược, chương 2285, từng cái thành công. Luyện chế tiên đan đương nhiên cần dùng tiên dược, chỉ là luyện chế đan dược tinh cấp không giống, cần tiên dược niên đại cũng bất nhất. Nói như vậy, Luyện chế đan dược tam tinh cần tiên dược 10 tỷ năm dược linh, tứ tinh thì lại cần trăm tỷ năm. Còn đan dược ngũ tinh, vậy cần tiên dược đều là lấy ngàn tỷ năm làm đơn vị, thậm chí một kỷ nguyên cũng không kỳ lạ, vậy đương nhiên là tiên đan tầng 9. Tiên dược như vậy lăng hàn cũng chỉ có một khối nhỏ mà thôi, đó là một khối dễ cây nhìn qua không hề bắt mắt chút nào, thật giống như gừng, nhưng nói đến giá trị, đủ khiến đại bộ phận đan sư tứ tinh cảm giác trong túi ngượng ngùng. Quy phục linh, dược linh cao tới 4.100 triệu năm, chính là tử thành đại sư đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Thứ tốt như vậy, ngay cả người phú khả địch quốc như tử thành đại sư lấy ra cũng cảm thấy thịt đau. Lăng Hàn cũng cảm thấy đau lòng, bởi vì khối quy phục linh này đã dùng không được mấy lần, trước hắn đã thử nghiệm luyện chế qua nhiều lần, tiên dược tiêu hao rất lớn. Đây là chủ dược, đương nhiên cũng có một chút phụ dược, đại bộ phận là thánh dược, còn có chút là tiên dược niên đại ở khoảng 100 triệu năm. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, cũng không vội mở luyện. Nơi này có thời gian gia tốc gấp trăm lần, thời gian không đáng giá, thứ hai, thời hạn thi đấu giải đến 10 ngày, dưới gia tốc chính là khoảng 3 năm, cái này dùng để luyện chế đan dược tứ tinh đương nhiên là thừa sức, cũng có thể thất bại nhiều lần. Lăng Hàn bình tĩnh tâm tình, qua 7 ngày, hắn mới bắt đầu chuyển động. Vừa động, hắn liền như lôi đình, nhanh như điện giật. Dưới thời gian gia tốc, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã 3 tháng trôi qua. Đùng, lò luyện đan bể mất, còn nổ đến Lăng Hàn đen mặt còn có hai cơ hội, lang Hàn lẩm bẩm hiện tại không phải thời gian không đủ dùng, mà là vật liệu trong tay hắn chỉ đủ lại luyện hai lần. Hắn cũng không vội bắt đầu lần thứ hai, mà nhắm hai mắt lại hồi ức chi tiết khi hắn thất bại. Đáng tiếc, dưới con mắt mọi người hắn không thế tiến vào hắc tháp, bằng không dưới luân hồi thụ cầm ngộ, chỉ là sự tình chớp mắt một cái. Hắn ngồi bất động dòng dã nửa năm, sau đó mới bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Tất cả tiến triển đều cực kỳ thuận lợi, nhưng khi tới tháng thứ năm, đùng, lò luyện đan lại bảo. Cách chỉ kém tí tẹo như vậy, Lăng Hàn cực kỳ đáng tiếc, nếu như trong tay ta còn có ba phần tài liệu, ta có trăm phần trăm nắm chắc có thể thành công, nhưng hiện tại, chỉ có một cơ hội cuối cùng, không thành công thì thành nhân. Hắn lần thứ hai bắt đầu ngồi bất động nghĩ lại, lại nửa năm sau, Lăng Hàn mở hai mắt ra, lộ ra tự tin tuyệt đối. Lần này, hắn nhất định sẽ thành công, hắn là loại càng bị ép gắt gao, liền càng có thể bạo phát động lực hiện tại hắn đã không có đường lui nhưng hắn không có lo lắng nôn nóng một chút nào ngược lại chiến ý của hắn như lửa tâm tự tin của hắn tung bay đối với khát vọng thành công để hắn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt đến hắn bắt đầu lần thứ ba cũng là lần cuối cùng nếu như lần này vẫn thất bại vậy hắn cũng chỉ có thể luyện chế đan dược tam tinh bên ngoài lục tục có người đi ra có mấy người đã sớm thành công nhưng vẫn chưa thỏa mãn hiện trạng muốn luyện chế ra đan dược càng thêm thỏa mãn ở chỗ này tiếp tục luyện chế có điều, khi thời gian ngoại giới đi tới ngày thứ 8, tuyệt đại bộ phận người đã kết thúc luyện chế, dồn dập đi ra đan phòng, giao đan dược mình luyện chế ra, tiến hành đánh giá. Đùng, cửa đan phòng mở ra, đi ra một thanh niên vóc người thon dài. Mau nhìn, một tử hư đi ra, hắn luyện là đan dược gì? Thời gian lâu như vậy, khẳng định là đan dược tứ tinh. Vậy cũng không nhất định, khả năng là luyện vài lô đan dược tam tinh thì sao? Ở dưới mọi người nghị luận, một tử hư bước lớn ra ngoài, trên mặt mang theo một tia ngạo nhiên hắn thành công không có bị áp lực đánh tan trái lại hoàn thành bay qua thành công mở ra cửa lớn đan sư tứ tinh từ đây hắn có thể được gọi là đại sư đan đạo đại sư chân chính hắn giao đan dược luyện ra cho đan sư bên ngoài tiến hành đánh giá hai tay chắp sau lưng có vẻ cực kỳ nắm chắc bán khuyết đạo đan tứ tinh trình độ phổ thông tên đan sư kia đơn giản quan sát sau đó cho kết luận nhất thời bốn phía oanh động đan dược tứ tinh Suốt cục có người luyện chế thành công ra đan dược tứ tinh, hiện nay thành tích này chính là thứ nhất không hề tranh luận. Không hổ là Ngô Tử Hư, ở dưới áp lực như vậy lại hoàn thành đột phá, thành tựu đan sư tứ tinh. Trời ạ, à, tên này mới bao nhiêu tuổi, cũng đã là tứ tinh. Ai, cái này kêu là thiên phú, chúng ta ước ao không đến. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Ngô Tử Hư, lần này người đến tham dự thi đấu cơ bản là đan sư tam tinh, nhị tinh nhất tinh căn bản không có mặt mũi lại đây nhiều lắm chính là ở vòng thứ nhất tranh tài thử xem năng lực nhận biết linh dược của mình. Tam tinh, tứ tinh khác nhau, như tiên phủ cùng thăng nguyên, lớn đến phảng phất như một cái là trời, một cái là đất. Lần này ngô tử hư nhất định là người thứ nhất, sau vòng này, hắn đạt được thành tích liền có thể đuổi bằng lăng hàn, nhưng tứ tinh đại sư tất nhiên ở luyện linh đạt đến ngũ luyện, bởi vậy, vòng thứ ba hắn khẳng định còn có thể thắng được. Ha, ta đã sớm nói, ngô tử hư khẳng định là người thứ nhất lần này may là ta mua ngô tử hư đoạt quán quân hơn nữa còn mua mấy trăm ngàn tinh thạch ta cũng táng ra bại sản áp ở trên người ngô tử hư đúng lúc này cửa đan phòng lần thứ hai mở ra đi ra một lão giả dâu bạc trắng tung bay nhật dương đan sư như thế nào thế nào mọi người lại hiếu kỳ đây chính là một vị đan sư lâu năm đã sớm nói hắn sắp trở thành tứ tinh đại sư nhưng một năm rồi lại một năm nhật dương đan sư vẫn dậm chân tại chỗ bất quá từ đầu đến cuối không có người dám coi khinh hắn Nhật Dương đan sư lộ ra nụ cười, đưa tay Dương ra, lòng bàn tay có một viên đan dược xoay tròn màu tím. Thiên phương tử Ngọc Đan, tứ tinh, một tên đan sư ở bên cạnh bật thốt lên, sau đó vái chào với Nhật Dương đan sư. Chúc mừng Nhật Dương đại sư, rốt cục bước vào hàng ngũ tứ tinh. Nhật Dương đan sư khẽ mỉm cười, vuốt vuốt tròm dâu, có vẻ rất thận trọng, nhưng khóe miệng đã bán hắn, trong lòng rõ ràng đắc ý đến trình độ cực cao. Chương 2286, Huyền Quy Hậu Thổ Đan, tình huống bây giờ liền khó nói. Một lần thi đấu luyện đan, lại tạo ra được hai vị tứ tinh đại sư. Cái này ở trong kỳ thí đan đạo quá khứ là xưa nay chưa từng xuất hiện. Đặc sắc, như vậy mới có hồi hộp, bằng không vòng thi đấu thứ ba còn chưa bắt đầu, quán quân đã xác định ra, vậy nhiều chán. Đúng, đúng lúc này, cửa phòng đan mở rộng, đi ra thiên tài đan đạo thứ ba. Tạ nhạc trương, sẽ không nói, hắn cũng bước vào cấp bậc tứ tinh đại sư chứ. Khó nói, đúng đấy, nếu như đặt ở trước đây có người nói cho ta một hồi đan đạo tỷ thí lại có thể để ba người đồng thời đột phá thành tứ tinh đại sư ta nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng nhưng hiện tại ta thực sự là không cách nào xác định tạ nhạc trương vẫn mặt mỉm cười nhàn nhạt, nhạt mở tay phải ra bên trong là một viên đan dược màu xanh biếc đây là thúy ngọc đan sao rất giống có điều thúy ngọc đan chỉ là tam tinh ai tạ nhạc trương cuối cùng không có kéo dài truyền kỳ duy trì 10 ức năm tăng lên một lần này dù sao không hiện thực có mấy người làm được như vậy tất cả mọi người lắc đầu cảm thấy đáng tiếc thay cho tạ nhạc trương tranh cướp của mấy đại thiên tài đan đạo rốt cuộc có người lạc đội có điều ánh mắt của tên đan sư phụ trách giám sát kia lại sáng ngời nhìn chằm chằm đan dược xanh biếc này một hồi nghiêm nghị nói ba kim long văn như ẩn như hiện cái này không phải thúy ngọc đan mà là kim long hải đào đan cái gì nghe được đánh giá như vậy tất cả mọi người sôi trào kim long hải đào đan là đan dược tứ tinh hàng thật đúng giá ha. T, lại là một vị tứ tinh đại sư mới lên cấp. Trời ạ, à, ngày hôm nay là ngày gì, tứ tinh đại sư liên tục sinh ra, thật giống như ông trời chúc phúc vậy. Cũng giống như võ đạo thịnh thế, có lúc mấy ngàn triệu năm cũng không ra được một vị tiên vương, nhưng gặp gỡ niên đại thiên tài lớp lớp, tiên vương cũng sẽ xuất hiện sóng chiều, số lượng nhiều đến kinh người. Thế nhưng, tận mắt chứng kiến tình cảnh này, vẫn để cho người chấn kinh đến tê cả ra đầu A. Khóe miệng của tạ nhạc trương lộ ra một nụ cười đắc ý sau đó nhìn về phía ngô tử hư cùng Nhật Dương đan sư. Hắn không cần kính nể, bởi vì mọi người đều là tứ tinh đại sư. Sau đó, liền nhìn trình độ ở trên luyện linh của bọn họ, ngũ luyện là khẳng định, nhưng trình độ cụ thể khẳng định không giống nhau. Chi, đúng lúc này, Phan Lạc Linh cũng đi ra. Không đợi mọi người phản ứng lại, nàng liền đưa bàn tay về phía đan sư phụ trách giám sát, đối phương cũng đưa tay tiếp nhận thật nhanh, toàn bộ quá trình nhanh đến mức kinh người, thậm chí bởi vì tay áo của song phương che chắn, ngay cả viên đan dược kia hình dạng ra sao cũng không biết. Hắc kim tiên cốt đan, tứ tinh, phẩm chất cấp thấp. Tên đan sư kia mở tay phải ra, lòng bàn tay có một viên đan dược đen thui như sắt. Lại một tên tứ tinh đại sư, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng lần này không có người ngạc nhiên, mà mỗi một người đều cực kỳ ngờ vực. Vừa nãy các ngươi là có ý gì, có quy định rõ ràng, bức tường đan phòng phải tuyệt đối trong suốt, để người bên ngoài có thể kiểm tra, mà ở thời điểm giao đan dược, cũng nhất định phải triển lộ đan dược ra. Đây là vì phòng ngừa ăn gian, nhưng thời điểm Phan Lạc Linh luyện đan, bức tường trong suốt cực kỳ mơ hồ không rõ, khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm, mà thời điểm giao đan cũng cực kỳ ám muội Đột nhiên lấy ra một viên đan dược, tuyên bố nàng luyện thành đan dược tứ tinh, làm sao có thể để người tin phục. Bởi vậy, sau ngắn ngủi bình tĩnh, hiện trường lập tức rơi vào trạng thái hỗn độn không ít người kháng nghị. Quan hệ của Phan Lạc Linh cùng Nguyên Đồng Quang lại không phải không có ai biết, hiện tại đột nhiên đến một chiêu như thế, ai có thể không nghi ngờ vấn đề trong đó. Ẩm ý cái gì thế? Nguyên Đồng Quang xuất hiện, ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo xem thường. Không biết như vậy sẽ ảnh hưởng người khác thi đấu sao, ai kêu la nữa, lập tức loại bỏ. Thái độ như vậy khiến người ta càng thêm bất mãn, các người như vậy không phải nói rõ là làm càng sao. Cần kiểm nghiệm năm luyện thành hắc kim tiên cốt đan này. Có người đột nhiên kêu lên. Đúng, nhiệm năm luyện thành, đề nghị này đạt được rất nhiều người tán thành. Nếu như viên đan dược kia là phan lạc linh luyện chế ra, vậy thời gian luyện thành tuyệt đối không thể vượt qua 3 năm, tính cả thời gian gia tốc, bởi vậy, nếu vượt qua năm này, vậy nhất định xuất từ tay người khác. Nhiệm năm luyện thành, xem công bằng, công bằng, công bằng, càng ngày càng nhiều người kêu lên, có người xác thực tinh thần trọng nghĩa bạo lều, có là xem trò vui không chê sự tình lớn. Vẻ mặt của Nguyên Đồng Quang khó coi, mặt trầm như nước hắn đường đường hậu duệ của trưởng lão cổ đan tháp ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng bãi bất bình sao không phải là muốn một cái quán quân sao có khó khăn như thế sao chi đúng lúc này cửa đan phòng mở ra lâm vĩnh sương đi ra hắn tiện tay ném đi ném tới một viên đan dược màu đỏ thắm xích diễm địa hỏa đan đan sư giám sát không tự chủ được đưa tay ra đón ánh mắt quét qua nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bởi vì cái này là một viên đan dược tứ tinh cái gì quá khuếch đại đi Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người đều bị tin tức này kinh hãi, tạm thời đã quên lại đi truy cứu sự tình của Phan Lạc Linh. Phẩm chất trung đẳng, nhất thời, đoàn người ồ lên càng to lớn hơn, trung đẳng, lại là trung đẳng, nhìn tạ Nhạc Trương, Nhật Dương Đan sư, tuy đều luyện ra đan dược tứ tinh, nhưng phẩm chất vẻn vẹn chỉ là cấp thấp mà thôi. Cái này kỳ thực rất bình thường, ai có thể vừa vào đan sư tứ tinh liền đạt đến trình độ trung đẳng. Nhưng mà, Lâm Vĩnh Sương ngoại lệ, không 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 có ai có thể ngoại lệ, người này có thể luyện chế ra đan dược tứ tinh phẩm chất trung đẳng, chỉ có một khả năng. Hắn đã sớm là đan sư tứ tinh, trời ạ, à, còn trẻ như vậy, ngọn lửa sinh mệnh không lừa gạt được người, tên này nhiều nhất sống mấy trăm triệu năm, nhưng lại là tứ tinh đại sư. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn Lâm Vĩnh Xương, tứ tinh đại sư trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tiêu chuẩn luyện đan còn đạt đến trung đẳng, không thể không khiến người ta bái phục chương 2287, tuyệt đối bất công. Lâm Vĩnh Sương lộ ra nụ cười tự tin, hiện tại hắn chờ Lăng Hàn đi ra, trước nhục nhã người này một trận, sau đó sẽ kêu căng tuyên bố hủy bỏ thi đấu, tinh tướng đến cực hạn. Cực kỳ vừa vặn, của đan phòng cuối cùng cũng đẩy ra, thân hình của Lăng Hàn xuất hiện. Hắn có chút thảm bại, y phục đen xì, kia là sau khi bạo lô làm bẩn, trước vẫn không có bận tâm thu thập. Lăng Hàn, người luyện chế đan dược gì? Lâm Vĩnh Sương mở miệng hỏi, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn đả kích lăng hàn lăng hàn liếc mắt nhìn hắn nói người thúc cái gì người là giám sát sao lâm vĩnh sương bị hắn quát một câu sắc mặt không khỏi đỏ chót lộ ra vẻ bực tức nhưng hắn biết mình không phải đối thủ của lăng hàn tự nhiên không thể chủ động ra tay tự rước lấy nhục chỉ hận hận nhìn lăng hàn chỉ cần lại chờ một lát hắn không cần thiết kích động như thế lăng hàn nhìn cũng không có nhìn lâm vĩnh sương một chút mở tay phải ra lòng bàn tay có một viên đan dược óng ánh đến gần như trong suốt, chính giữa đan có một con rùa xanh, nho nhỏ, nhưng rất sống động, còn đung đưa bốn chân, như muốn từ trong đan dược bơi ra. Huyền quy hậu thổ đan, nhất thời, người phụ cận đều kinh kêu thành tiếng, đan dược tứ tinh, hơn nữa độ khó luyện chế còn không thấp. Làm sao có khả năng, Lâm Vĩnh Sương lập tức kinh kêu thành tiếng, ngạo mạn trên mặt nhất thời quét đi sạch sành xanh. Huyền quy hậu thổ đan, ở trong đan dược tứ tinh là cực kỳ khó có thể luyện chế, bình thường người mới là tuyệt đối không thể lấy loại đan dược này tới đột phá lẽ nào lăng hàn cũng giả heo ăn thịt hổ rõ ràng chính là đan sư tứ tinh nhưng cố ý ẩn giấu thân phận phẩm chất cấp thấp tên đan sư kia đánh giá một hồi sau đó mở miệng lâm vĩnh sương không khỏi thở phào nhẹ nhõm tuy độ khó luyện chế của huyền quy hậu thổ đan ở trên hắn nhưng hắn thành đan phẩm chất là trung đẳng tổng thể vẫn là hắn chiếm ưu thế chỉ là ưu thế này không rõ ràng cái này có thể trung hòa một bộ phận ưu thế của Lăng Hàn ở trên nhận biết linh dược, nhưng công bằng mà nói, tuyệt đối không thể hoàn toàn xóa đi, nhưng chỉ cần hắn ở trên luyện linh tiếp tục đạt được ưu thế, vậy hắn vẫn có thể thu được oán quân cuối cùng. Nguyên bản, hắn dự định ở trên khâu luyện đan này tàn nhẫn nghiền ép Lăng Hàn, sau đó sẽ kiêu căng hủy bỏ thi đấu, làm ra đầy đủ uy hiếp, nhưng hiện tại hắn không thể hủy bỏ thi đấu. Ở thời điểm hạ phong hủy bỏ thi đấu, mỗi người đều cho rằng hắn là sợ Lăng Hàn. Hắn có khả năng sợ sao? Đến chiến, lần này, Lâm Vĩnh Sương là chân chính bị kích phát chiến ý, hắn bức thiết muốn đánh đổ Lăng Hàn. Được rồi, hết thảy mọi người đã luyện đan xong xuôi, bắt đầu thống kê thành tích. Một tên đan sư của Cổ Đan Tháp nói, đây là một vị tứ tinh đại sư, thành danh cực sớm, bởi vậy cho dù mấy người Lăng Hàn mới lên cấp trở thành nhân vật cùng một đẳng cấp, nhưng vẫn biểu thị ra tương đối cung kính. Đây là lễ tiết, tốc độ này liền rất nhanh, bởi vì thành tích của người mấy tổ trước đã sớm thống kê ra, chỉ cần mấy người này xong tổng thành tích liền có thể đi ra. Luyện chế ra đan dược tứ tinh sẽ được 100 điểm, trình độ, độ khó luyện chế sẽ ảnh hưởng 100 điểm này. Cuối cùng, kết quả công bố, người thứ nhất là Lâm Vĩnh Sương, 100 điểm. Cái này không hề tranh luận, hắn luyện chế xích diễm địa hỏa đan đạt đến phẩm chất trung đẳng, tuy độ khó luyện chế thấp hơn huyền quy hậu thổ đan, nhưng tổng thể lại hơn một bậc. Người thứ hai, lại là Phan Lạc Linh, 97 điểm. Đệt, đây cũng quá hắc chứ viên hắc kim tiên cốt đan này có phải là nàng luyện chế ra hay không cũng là một vấn đề, lại vô liêm sỉ đưa lên vị trí thứ hai như vậy. Hơn nữa, coi như là nàng luyện chế, vậy độ khó luyện chế phổ thông lại thêm phẩm chất cấp thấp, dựa vào cái gì áp đảo những người khác. Nhưng không phục thì có biện pháp gì, người của cổ đan thắp căn bản không để ý tới kháng nghị, đây chính là kết quả cuối cùng. Người thứ ba là Ngô Tử Hư, 96 điểm, sau đó thứ tư Nhật Dương Đan Sư, 95 điểm, thứ năm Tạ Nhạc Trương, 94 điểm, kế tiếp mới là Lăng Hàn, 92 điểm. Mới thứ 6, hơn nữa chỉ có 92 điểm. Phải biết, độ khó luyện chế của huyền quy hậu thổ đan là cấp bậc khó khăn, vượt qua đám người Nhật Dương đan sư, mô tử hư rất nhiều, mặc dù phẩm chất là cấp thấp, không bằng Lâm Vĩnh xương nhưng tương đương mấy người khác. Như vậy Lăng Hàn phải xếp thứ hai mới đúng, làm sao cũng phải được 98 điểm, 99 điểm chứ. 92 điểm, chuyện này làm sao đi ra, cái điểm này để những người khác không phục. Đừng nhìn đám người Ngô Tử Hư đều đang cạnh tranh với Lăng Hàn, nhưng bọn họ đồng dạng không phục, bởi vì bọn họ muốn không phải là loại thắng lợi này, mà là đường đường chính chính đánh bại Lăng Hàn. Dựa vào thủ đoạn hèn hạ thắng được, cái này có ý nghĩa gì? Kết hợp với Phan Lạc Linh lấy đan dược nói không rõ ràng kia, lẽ nào mọi người còn không thấy được, đây là cổ đan tháp cố ý nâng nàng sao? Đã như vậy, coi như đám người Ngô Tử Hư có thể đè xuống Lăng Hàn, vậy cuối cùng vẫn thua Phan Lạc Linh. Quá đen tại sao có thể đề tiện vô liêm sỉ như vậy. Lại thêm thành tích nhận biết linh dược, mọi người xếp hạng cùng điểm như sau. Thứ nhất Lâm Vĩnh Sương, 197 điểm. Thứ hai, Phan Lạc Linh, 193 điểm. Thứ ba, Lăng Hàn, 192 điểm. Thứ tư, Ngô Tử Hư, 191 điểm. Thứ năm, Nhật Dương Đan Sư cùng tạ Nhạc Trương đặt ngang hàng, 190 điểm. Lăng Hàn không chỉ rơi đến thứ ba, hơn nữa cách Lâm Vĩnh Sương ít đi dòng dã 5 điểm. Đây cơ hồ là thế yếu không thể cứu vãn, hắn ở trên luyện linh dẫn trước cực lớn, mới có thể đuổi theo điểm kém như vậy. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ đến xem, coi như hắn thật dẫn trước cực lớn, người ta cũng sẽ cho hắn điểm nên được sao. Sau 10 ngày, 100 người đứng đầu tiến hành vòng tỉ thí thứ ba luyện linh. Tên đàn sư tứ tinh kia ra lệnh một tiếng, tuyên cáo vòng thứ hai kết thúc. Tin tức truyền ra, người người ổ lên, tấm màn đen, tấm màn đen rất lớn. Nghị luận nhiều nhất, chính là sự tình viên đan dược kia của Phan Lạc Linh, đến cùng là bản thân nàng luyện chế, hay là đánh cháo. 99% người đều cho rằng đó là đánh cháo, nếu không, người hà tất che che giấu giấu như thế, hơn nữa tại sao không đồng ý giám định. chương 2288, Hạ Độc Thường Sau đó chính là sự tình lăng hàn bị chèn ép, rõ ràng ở cửa ải luyện đan có thể xếp hạng thứ hai, thậm chí tổng thành tích phải là thứ nhất, hiện tại rơi đến thứ ba, kém Lâm Vĩnh Sương dòng dã 5 điểm, tương đương với đã thua thi đấu. Lăng Hàn đây là đắc tội với ai? Khẳng định là người của cổ đan tháp. Ta nghe người ta nói, lần này quyết định nội bộ Phan Lạc Linh thu được thứ nhất, vì lẽ đó nhất định phải ép Lăng Hàn. Nhưng vì cái gì Lâm Vĩnh Sương không gặp phải chèn ép? Chuyện này, kháo, ta làm sao biết? Bên ngoài là một mảnh nghị luận sôi nổi, mà trong cổ đan tháp cũng có thanh âm bất đồng, có bộ phận người cho rằng không nên sai lầm công chính như vậy, nhưng âm thanh như thế lại bị Lâm Vĩnh Sương cùng Nguyên Đồng Quang liên thủ ép xuống. Trường bối của hai vị này đều là ngô tinh đại sư A. Có mấy người sẵn lòng không thèm đến xỉa đắc tội bọn họ, vạn nhất ngô tinh đại sư nói vài câu, vậy là có thể ép sụp bầu trời. Ở trong thế giới của võ giả, tiên vương chính là trời, mà ở trong thế giới của đan sư, ngô tinh đại sư đồng dạng là tồn tại giống như bầu trời. Ở trong khách sạn, phó nhạc cũng tức giận bất bình. Bọn họ cũng thật quá mức, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Hắn vỗ bàn, so với Lăng Hàn còn vội hơn, biết không người còn cho rằng người bị đãi ngộ bất công là hắn. Lăng Hàn vuốt cằm, nhíu mày lại, tỉ thí công bình, hắn không sợ bất luận người nào, như chơi âm hiểm, hơn nữa còn không biết xấu hổ đến như vậy, hắn làm sao có thể thắng. Coi như sau 10 ngày hắn ở trên luyện linh vượt qua Lâm Vĩnh xương, vậy trừ khi là lục luyện nghiền ép ngũ luyện, nếu không vẫn không cách nào nghịch chuyển thể yếu. Nhưng vấn đề là, Lăng hàn làm sao có khả năng ở trong vòng 10 ngày đạt đến 6 lần luyện linh Đừng nói 10 ngày, 10 ức năm cũng chưa chắc làm được Từ ngũ luyện đi lên, mỗi tiến một bước đều khó như lên trời Vậy làm sao bây giờ, cứ để người bắt nạt như vậy Giết Lâm Vĩnh Sương, nữ hoàng đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lẽo Đúng, giết phương cửu đàn kia, hổ nữ lập tức nhảy lên, vung vẩy quả đấm nhỏ Phó nhạc giật mình, sau đó hắn cũng biết Lai lịch của Lâm Vĩnh Sương càng thêm trâu bò hơn nguyên đồng quang lão tử của người ta là trưởng lão của cổ đan tháp ngũ tinh đan sư giết lâm vĩnh sương t trước tiên không nói đối phương ở trong bách đan điện có cường giả tọa trấn coi như có thể đánh giết cái lỗ thủng này là chọc thủng trời sẽ tạo thành hậu quả khủng bố bao nhiêu lăng hàn suy nghĩ một chút dùng sức vỗ tay một cái chỉ có biện pháp này hắn căn bản không tin tưởng thực lực của phan lạc linh tất nhiên là thông qua phương thức làm càn mới đạt được thành tích như vậy mà ở cửa ải luyện linh chỉ cần hắn rõ ràng thắng được đối phương vậy vượt lại xếp hạng không thành vấn đề che ở trước mặt hắn chỉ có lâm vĩnh sương mà nguyên bản hắn phải xếp trước đối phương chỉ cần ở trên luyện linh ngang hàng liền có thể đoạt được thứ nhất đối phương không phải muốn tìm chết sao vậy mình nhịn cái gì lăng hàn người điên rồi phó nhạc phục hồi tinh thần lại cả kinh kêu lên đúng là điên ở bách long thành lại dám nghĩ đánh giết một truyền nhân của cổ đan tháp đây là sống thiếu kiên nhẫn đến cỡ nào a à? vậy ý của ngươi là ta nên nuốt xuống cơn giận này sao? Lăng Hàn nhìn hắn, phó nhạc không khỏi nghẹn lời, nhưng lập tức lại nói. Nhưng tuyệt đối không thể làm như thế, người căn bản không thể thành công, đây chính là Bách Long Thành, trong đan điện có cường giả thăng nguyên cảnh tọa chấn, nếu như ngươi muốn hành hung, chết sẽ chỉ là chính ngươi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, đúng vậy, làm như vậy quá nguy hiểm, ừ ân, phó nhạc vội vàng gật đầu, Lăng Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, vậy ngươi liền thay ta ra tay đi phó nhạc nhất thời muốn thổ huyết, hắn cũng không muốn bị gài bẫy đi vào A. Ta không thể ra tay, người muốn ra tay cũng vô dụng, thực lực quá thấp. Lăng Hàn thu tay về, thuận tiện xem thường phó nhạc một hồi. Đúng vậy, hổ nữ vỗ tay biểu thị tán thành, hương, cặn bã, nữ hoàng cũng như thế. Phó nhạc phát điên, sao đầu óc của mấy người này không giống người khác A. Căn bản không phải vấn đề có giết Lâm Vĩnh Sương được hay không, mà là đối phương tuyệt đối không thể giết được, kia sẽ gợi ra bão táp ngập trời có điều có người có thể lăng hàn cười nói ánh mắt nhìn về phía tiểu cốt có điều có người có thể tiểu cốt thấy thế còn tưởng rằng lăng hàn muốn chơi với hắn không khỏi bắt đầu học vẹt tiểu cốt thay ta giết chết một người tiểu cốt thay ta tiểu cốt học đến một chữ không rơi lăng hàn thở dài muốn tiểu cốt thay hắn giết người tựa hồ là sự tình không hiện thực cái tên này ngoại trừ học vẹt ra chỉ có thể bị động phòng ngự có thể làm cho hắn chủ động ra tay chỉ có người tu luyện hệ thống tu luyện khác làm sao bây giờ, hơn nữa, xác thực như Phó Nhạc từng nói, Lâm Vĩnh Sương chính là truyền nhân của cổ đan tháp, phòng vệ bên cạnh hắn khẳng định cực kỳ nghiêm mật, muốn ở dưới tình huống bất chi bất giác đánh giết hắn không quá hiện thực. Coi như tiểu cốt chịu ra tay, lấy tính ngốc của tên này, phỏng chừng sẽ nháo đến thiên hạ đều biết. Tiểu cốt cũng chỉ có thể trước tiên để ở một bên. Ồ, có, lang hàn đột nhiên vỗ đùi, có thể thành hay không, liền xem vận khí. Một mình hắn điều động, bước về phía đan điện, nhưng không phải mà về phía Lâm Vĩnh Sương, mà là đan phòng. Phòng kế tiếp sau so chính là luyện linh, mà luyện linh cần đạo cụ. Là đan dược sẵn có, vì bảo đảm sẽ không có tình huống làm càn phát sinh, đan dược này là do cổ đan tháp cung cấp, nhưng chỉ là đan dược nhất tinh, bởi vậy luyện linh thất bại cũng không cần sợ, tổn thất có hạn. Lăng Hàn hy vọng chính là những đan dược này từ trước đã an bài xong đối tượng. Hắn triển khai quy tắc không gian, thân hình như quỷ mị ngay cả cường giả phân hồn cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Có điều, cái này không gạt được tiên phủ cảnh. Ai, một bóng người đột nhiên từ trong phòng chạy ra, là một đại hán thân cao kinh người, vẻ mặt hắn ngờ vực, rõ ràng cảm ứng được một luồng khí tức xa lạ, nhưng chạy đi ra nhìn một chút lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn gần đây tu luyện quá chuyên cần, tẩu hỏa nhập ma. Lại nhìn một hồi, đại hán này mới trở về gian phòng. Lăng Hàn từ trong hác tháp đi ra, đây là hắn chân chính dựa vào, quy tắc không gian chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. chương 2289, Hạ Độc Hạ. Xeo, đại hán lại chạy ra, vẻ ngờ vực trên mặt càng nồng, bởi vì hắn lại cảm ứng được cỗ khí thức xa lạ kia, nhưng chạy đến lại cái gì cũng không có phát hiện, để hắn muốn điên. Hắn ở phụ cận quay một vòng, sau đó mới trở về gian phòng. Lăng Hàn lần thứ hai đi ra hắc tháp, nhảy về phía trước. Xeo, đại hán lại chạy đến, con mắt của hắn cũng có chút đỏ, chuyện gì thế này, mình thật đã phát điên sao. Lần này hắn dùng thần thức tỉ mỉ tìm tòi mỗi một tấc đất, nhưng vẫn không có phát hiện gì, để hắn phiền muộn nắm tóc của mình. Oanh, hắn vào phòng, đóng cửa cái rầm. Khi lang hàn xuất hiện lần nữa, đại hắn không còn hiện thân, đại khái thật sự coi mình tẩu hỏa nhập ma, xuất hiện ảo giác nghiêm trọng. Kỳ thực không cần phiền toái như vậy, tiểu tháp đột nhiên mở miệng, chỉ cần ngươi xúc động thiên địa bản nguyên, ngay cả tiên vương cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của ngươi. Hả? Nếu thiên địa bản nguyên thả hai chữ thiên địa ở trước mặt, tự nhiên chính là một bộ phận của thiên địa, ngươi mở ra lực lượng bổn nguyên, liền cùng thiên địa hợp thành một thể, ngay cả Tiên Vương không cố ý dùng thần thức đảo qua, cũng không thể phát hiện sự tồn tại của ngươi. "Kháo," Lăng Hàn nghe răng, "Chuyện quan trọng như vậy tại sao không sớm nói cho ta? Xem ra là ta đánh giá quá cao sự thông minh của ngươi, cho rằng ngươi có thể tự hiểu được." Tiểu Tháp nói, lại bị Tiểu Tháp khinh bỉ, Lăng Hàn cũng lười tính toán với nó hắn mở ra mộc chi bản nguyên, bởi vì trong đại điện này lấy một cùng thổ nhiều nhất, nếu hắn không có thổ chi bản nguyên, vậy cũng chỉ có dùng mộc chi bản nguyên. Vù, có thần thức quét tới, trực tiếp xẹt qua, không dừng lại chút nào. Đây là cường giả thăng nguyên, lăng hàn gật gù, quả nhiên như tiểu tháp nói, vị cường giả này coi hắn thành một cây cột trong đan điện, đương nhiên sẽ không lưu ý. Chiếu nói như vậy, hắn có phải là nên thay đổi chủ ý, đi làm thịt lâm vĩnh xương hay không? Cái ý niệm này chỉ lóe lên liền đi qua, một khi ra tay, khí tức của hắn sẽ lộ ra ngoài hoàn toàn, coi như hắn đúng lúc tiến vào hắc tháp không có bị cường giả thăng nguyên cảnh kia nhìn thấy dáng dấp, nhưng chỉ cần lưu lại khí tức, vậy so với bị người nhìn thấy dáng dấp còn bết bát hơn. Bởi vì dáng dấp có thể thay đổi, nhưng khí tức không được, chỉ ít là chuyện rất khó rất khó. Vẫn giữ nguyên kế hoạch làm việc, trừ khi tình huống không giống hắn nghĩ, vậy hắn lại đi tìm Lâm Vĩnh Sương, không làm thịt cũng phải thu vào hắc tháp, giam cầm đến hắn hài lòng mới thôi. Hắn tìm tòi rất lâu, cuối cùng đi tới đan phòng. Vận may, không có trận pháp bảo vệ, lang hàn lộ ra nụ cười. Cũng đúng, có một vị cường giả thăng nguyên cảnh tỏa chấn, nơi này còn cần phòng ngự gì sao? Lăng Hàn đẩy cửa vào, ở bên trong tìm kiếm, quả nhiên, hắn tìm tới một cái giá, phía trên xếp đặt 100 cái hộp, trong mỗi một hộp đều bày đặt 3 viên đan dược, không có luyện linh qua trên mỗi một hộp đều viết tên của một người đều là người thăng cấp đến vòng thứ ba lâm vĩnh sương lang hàn lập tức ở hàng thứ nhất tìm được hộp viết tên lâm vĩnh sương mở ra hắn lấy ban hồng độc quả rất ít chỉ có vài giọt chất lỏng hắn cẩn thận từng ly từng tí nhỏ lên một viên đan dược ở trong đó ngược lại không phải hắn không muốn nhỏ lên hai viên còn lại mà là độc đã dùng hết cũng coi như cho ngươi một con đường sống nếu như ngươi chỉ luyện linh một hai lần mà vừa vặn lại lướt qua viên này vậy chính là vận may của ngươi Lăng Hàn nói, nếu không phải Lâm Vĩnh Sương cùng Nguyên Đồng Quang trước tiên ném đá dấu tay, hắn là xem thường làm như vậy, ai bảo bọn họ tiểu nhân trước, vậy liền xin lỗi. Lăng Hàn lặng yên rời đan điện, trở lại khách sạn, thật giống như người không liên quan. Nên làm cũng đã làm, kế tiếp liền giao cho ông trời. Mấy ngày trôi qua, vòng tỉ thí thứ ba bắt đầu. Một trăm người dự thi lần thứ hai đi tới quảng trường đan đạo, tuy đại bộ phận người đều vô vọng ba vị trí đầu, nhưng trước khi kết quả đi ra, là không có một người muốn từ bỏ vạn nhất thì sao vẫn là một người một gian đan phòng sau đó có từng người từng người tới vào trong tay mỗi người đều nâng một cái hộp phía trên viết mỗi một cái tên những cái hộp này đều theo số đối ứng phát đến trong tay mỗi người dự thi lâm vĩnh sương tiếp nhận hộp sau đó quay đầu lại thoáng nhìn về phía lăng hàn dám cướp danh tiếng của hắn thực không biết cái gọi là cũng thật hung hăng a à, rõ ràng là dựa vào thủ đoạn thấp hèn mới đạt được dẫn trước lại còn thật coi mình có gì không bình thường. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, không có để ý tới, coi như lần này để Lâm Vĩnh Sương may mắn tránh được một kiếp, sau này hắn cũng nghĩ biện pháp giết người này chết. "Kháo, người nào a? À? Bắt đầu đi." Tứ Tinh đại sư phụ trách chủ chỉ mở miệng nói, nhờ vào lần này lập tức tuôn ra vài đan sư tứ tinh, ở trên địa vị có thể cùng hắn đứng ngang hàng, bởi vậy tiếng nói của hắn cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Mỗi người đều có 6 canh giờ, dưới thời gian gia tốc gấp trăm lần, coi như ba lần luyện linh cũng thừa sức. Lang Hàn đóng cửa lại, không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm luyện linh. Có thể trở thành đan sư tứ tinh, vậy nói rõ hắn ở trên đan đạo hoàn thành một lần bay vọt, nhất định có thể ngũ luyện. Có khả năng ngũ luyện, cũng không có nghĩa là ngũ luyện liền có thể một lần thành công, nhiều lần thành công, vậy coi như là ngũ tinh đại sư cũng không dám hứa chắc. Vì lẽ đó, mỗi người đều có ba lần cơ hội. Người không có đầy đủ tự tin, cũng có thể tam luyện, tứ luyện không có ai quy định tứ tinh đại sư liền nhất định phải ngũ luyện. Nhưng không ngũ luyện, làm sao có thể có được số một. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, tất cả chi tiết liên quan với luyện linh đều nổi lên ở trong đầu của hắn, còn có một ít kiến nghị của tử thành đại sư đối với hắn. Vị sư phụ này chưa từng cầm tay dạy hắn đồ vật cụ thể, nhưng sẽ nói bóng gió, dẫn dắt hắn đi suy nghĩ. Bởi vậy, Lăng Hàn vừa không có đi đường cũ củ của tử thành đại sư, lại hình thành năng lực suy tư của mình. Sau một ngày, hắn mới bắt đầu động thủ vừa động, tự nhiên tốc độ nhanh kinh người, nhất luyện, nhị luyện, tam luyện, tứ luyện, hắn rất nhanh hoàn thành bốn lần luyện linh, những cái này hắn đã từng làm rất nhiều lần, thông thạo lại quen thuộc, nhưng kế tiếp chính là ngũ luyện mấu chốt nhất. Hắn dẫn động cửu thiên hỏa, bắt đầu luyện linh cuối cùng. ầm uhm, không lâu lắm, hỏa diễm cuốn lấy, viên đan dược kia liền hóa thành cho tàn. chương 2290, âm thầm ra tay. Phải, bốn lần luyện linh đầu hoàn toàn uổng phí, cũng còn tốt, luyện linh không cần vật liệu, nếu không thì tổn thất này cũng quá lớn. Trở lại, bên ngoài, quần chúng vây xem đều nhìn thật cẩn thận, đặc biệt là chỗ của Phan Lạc Linh, quả thực chính là người ta tấp nập. Bị vướng bởi áp lực, lần này Nguyên Đồng Quang không dám lại trắng trợn làm càn, hoặc là nói, đại nhân vật vả trấn nơi này cũng không nhìn nổi, bởi vậy lúc này phòng đan của Phan Lạc Linh không nhiễm một hạt bụi, có thể thấy rất rõ ràng. Người bên ngoài đều nhìn chằm chằm, người luyện linh mấy lần căn bản không thể giấu giếm. Cái này còn muốn nói tứ luyện thành ngũ luyện, vậy bắt đầu từ hôm nay, chỉ ít phân bộ cổ đan tháp ở nơi này liền hoàn toàn không có tín dự đáng nói. Phan Lạc Linh cũng coi như nổi danh, so với Lăng Hàn, Lâm Vĩnh Sương đạt được quan tâm còn nhiều hơn. Có điều, các thiên tài đỉnh cấp đạt được quan tâm đều không ít, bên ngoài đan phòng của Lăng Hàn, Lâm Vĩnh Sương, Mô Tử Hư vẫn vây quanh rất nhiều người. Ai, đáng tiếc a à, tiên dược tứ luyện a à, nếu như cho ta thật tốt, chỉ ít có thể bán 10 vạn tinh thạch, đan dược nhất tinh tứ luyện thực sự là xa xỉ đáng tiếc bể mất nhìn thấy lăng hàn lần thứ nhất thất bại tất cả mọi người cảm khái không thôi mà cảm khái như vậy còn phát sinh ở trên người những người khác tỷ như ngô tử hư nhật dương đan sư bọn họ đều vừa tiến vào cấp bậc tứ tinh coi như mấy ngày nay liều mạng luyện linh nhưng có thể có bao nhiêu tiến bộ thất bại mấy lần là khó tránh khỏi then chốt là có thể ở hai lần thử nghiệm còn lại thành công một lần hay không mà ở dưới con mắt của mọi người lâm vĩnh sương cũng mở hộp lấy ra một viên đan dược. Một chút việc cũng không có, vận may của hắn rất tốt, không có bắt được viên đan dược nhiễm kịch độc kia. Bắt đầu luyện linh, 1, 2, 3, 4, 4 vị trí đầu rất nhanh rất thuận, đã có thể ngũ luyện, 4 vị trí đầu đương nhiên là dễ dàng. Nhưng bắt đầu ngũ luyện, tốc độ của hắn nhất thời chậm lại, bởi vì hắn đặt chân lĩnh vực này cũng không bao lâu. Hắn lấy quy tắc hỏa diễm làm lò nung, dẫn ra thiên địa đại đạo, cường hóa phẩm chất của đan dược một sợi màu vàng nhợt nhạt hiện lên vòng quanh đan dược mà sinh từ không đến có từ nhạt đến đậm càng ngày càng đậm bên cạnh còn có bốn sợi màu vàng khi màu sắc năm sợi tương đương liền đại biểu ngũ luyện hoàn thành như vậy lâm vĩnh sương nhất định là quán quân của đan đạo tỷ thí lần này đùng ngay ở lúc lâm vĩnh sương sắp thành công viên đan dược kia lại nổ tung luyện linh thất bại lâm vĩnh sương không khỏi lộ ra vẻ áo não thành công là tiếp cận đến như vậy chỉ tranh lệch tí tẹo trở lại hắn lại lấy một viên đan dược nhưng mà hắn vẫn đứng vững trái không hề có dấu hiệu trúng độc vận may này thật là hắn lại bắt đầu luyện linh vận may của tên này có chút tốt ga trong đám người có người lẩm bẩm nhưng chỉ cần thoáng lưu ý liền có thể nhìn thấy người này tuy khoát một cái áo choàng rộng rãi trên đầu cũng đội mũ trúc bao vây mình rất kín nhưng hai cái chân lộ ra rõ ràng là hai cái chân chó đen thùi lùi bản tỏa chỉ có thể lại ra tay một lần người này nói duỗi ra một tay hơi thò ra áo khoác rõ ràng đó là một cái chân chó trên móng vuốt lại còn vắt một cái quần lót màu phấn hồng quần lót của linh diệu tiên vương người một lần tinh thần tăng gấp trăm lần a người này tự nói sau đó chỉ vuốt chó về hư không hướng phòng đan của lâm vĩnh sương đúng hưởng ứng như vậy đan dược trong tay lâm vĩnh sương nhất thời liền bể mất kháo tại sao lại thất bại lâm vĩnh sương cảm giác không hiểu ra sao đây chỉ là tam luyện a hiện tại hắn ngay cả tam luyện cũng sẽ thất bại sao có thể có chuyện đó làm sao có thể chứ bên ngoài mọi người cũng xôn xao luyện linh là dễ dàng phân biệt nhất trên đan dược có mấy đạo thì là mấy luyện không có loại khả năng thứ hai bởi vậy mọi người cũng thấy rõ lâm vĩnh sương lại thất bại ở trên tam luyện đường đường tứ tinh đại sư thậm chí ngay cả tam luyện cũng sẽ thất bại cái này có chút quá mức a à. ta bây giờ hoài nghi hắn làm sao lên làm đan sư tứ tinh sẽ không phải cũng như nữ nhân kia dựa vào ăn gian thắng được chứ kha kha, không ít người chào phúng, ai bảo trước thì có ví dụ của Phan Lạc Linh, để độ tín nhiệm của mọi người đều rơi xuống đáy vực. Kha kha, người cháu kia phát ra tiếng cười vô cùng hèn hạ, lại dám bắt nạt tiểu hàn tử của nhà chúng ta, cẩu ra không bạo hoa cúc của ngươi đã đủ nhân từ. Nếu như Lăng Hàn nghe được, lập tức liền có thể đoán ra thân phận của hắn. Lâm Vĩnh Sương đờ một hồi, đưa tay về phía viên đan dược cuối cùng. Bàn tay lớn hạ xuống, cầm lấy viên đan dược cuối cùng trong hộp. Biểu cảm trên mặt Lâm Vĩnh Sương thay đổi, hắn phát hiện một luồng ngứa lạ từ lòng bàn tay truyền tới, để hắn không tự chủ được liền buông lỏng tay, đùng, đan dược rời về trong hộp, nhưng một màn kế tiếp lại làm hắn ngơ ngác kinh hãi. Bởi vì rơi xuống không chỉ đan dược, còn có một bãi huyết nhục mục nát, mà nhìn lên một chút, chỉ thấy tay phải của hắn lại thiếu mất một nửa, máu thịt be bét, hơn nữa, nửa đoạn bàn tay còn lại còn đang không ngừng nhỏ máu. Tay của hắn hòa tan, dù hắn là thiên tài đan đạo, nhưng cũng sừng sốt, không biết nên làm cái gì. A, à, qua chỉ ít một hơi hắn mới phát ra tiếng kêu sợ hãi, mà lúc này toàn bộ tay phải của hắn đã mục nát thành cặn bã, đồng thời còn lan tràn lên trên. Tạc tử lớn mật, trong tiếng giống giận dữ, một bóng người bay vụt tới, tỏa ra khí thế đáng sợ, oanh, hắn một trường đánh văng cửa lớn của đan phòng, lấy tay chộp tới Lâm Vĩnh Xương. Đây là một cường giả thăng nguyên, hoàn toàn có thể chấn áp độc tố của ban hồng độc quả, dù giải không xong cũng có thể khống chế được mà khi hắn đưa tay, đùng, dưới chân lại trượt đi, ngã nhào. Lần này là ngã chặt chẽ vững vàng, hơn nữa còn mất hết mặt mũi, trực tiếp bắn bay ra hai cái răng cửa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cường giả thăng nguyên vô duyên vô cớ té một cái cũng là chuyện khó mà tin nổi, huống chi còn ngã rơi mất hai cái răng cửa. Cái này nói ra ai có thể tin tưởng, nhưng đường đường cường giả thăng nguyên, lại có ai có thể ám hại hắn. Làm đến quỷ thần không ngờ như vậy, phải là tu vi gì. Tiên vương, chương 2291, vị tiên vương nào? Nhưng tiên vương nào sẽ làm chuyện nhàm chán như thế? Cạc cạc cạc, đại hắc cầu cười đến cực kỳ gian trá, vừa nãy là hắn rũi móng vuốt, sau đó tên thăng nguyên cảnh kia liền ngã nhào. Đầu chọc chết bầm, ai bảo ngươi không lên tiếng, chèn ép tiểu hàn tử nhà ta, ăn phân thoải mái chứ. Tên thăng nguyên cảnh kia cũng kinh ngạc, có thể làm cho hắn ở trong lúc vô tình chúng chiêu, nhất định là tiên vương. Mà một vị tiên vương xuống tay với hắn, hắn còn dám vọng động sao dưới cái nhìn của hắn đây là tiên vương cảnh cáo đại nhân hắn bỏ lên quay về bầu trời chắp tay vị này chính là con trai độc nhất của cổ đan tháp lâm thừa long đại sư kính xin đại nhân khai ân tha người này một mạng nghe hắn nói như thế tất cả mọi người kinh hãi thật sự có một vị tiên vương ra tay sao nhưng mà bốn phía hoàn toàn yên tĩnh cũng không có thanh âm vang dội chấn động thiên địa gì vang lên Thăng nguyên cảnh kia cũng không biết vị tiên vương thần bí này đồng ý hay không, nhưng hiện tại cả cánh tay của Lâm Vĩnh Sương đều mục nát, lên trên nữa, vậy là cái cổ, đầu, cuối cùng ngỏng củ tỏi. Hắn không dám lại có thêm trần chờ, vội vã đưa tay về phía Lâm Vĩnh Sương. Oanh, tay của hắn mới duỗi ra, thật giống như không đứng vững, mặt hướng xuống, tàn nhẫn đụng vào trên đất, cả khuôn mặt mạnh mẽ khảm vào trong phiến đá cứng rắn. Vị tiên vương kia lại ra tay rồi, lần này mọi người lại không hoài nghi, đều có chút kích động đến tê cả ra đầu đối với đại bộ phận người mà nói tiên vương cao cao tại thượng căn bản không thể nhìn thấy mặt huống chi là nhìn thấy tiên vương ra tay tuy hiện tại bọn họ vẫn không có nhìn thấy mặt mũi của tiên vương nhưng nhìn thấy thủ đoạn của tiên vương căn bản không cần hiện thân liền có thể đùa bớn một tên cường giả tham nguyên trong lòng bàn tay hiển lộ hết tiên vương chi uy đại nhân thả ta một con đường sống lâm vĩnh sương tự nhiên cũng rõ ràng chẳng trách trước ngay cả tam luyện cũng thất bại hóa ra là có một vị tiên vương âm thầm ra tay trong lòng hắn cũng có oán khí sâu sắc đường đường tiên vương lại ra tay với một tiểu nhân vật như hắn quá mất mặt nhưng hắn căn bản không dám trách cứ chỉ có bày ra tư thái khiêm tốn nhất tiên vương là vương của tiên vực cao cao tại thượng vạn kiếp bất hủ tiểu tử ngươi là thứ gì lại dám âm tiểu hàn tử nhà ta nếu để cho ngươi sống vậy cầu ra còn có mặt mũi sao một thanh âm vang lên ở bên tai lâm vĩnh sương cũng chỉ có một mình hắn mới có thể nghe được. Cái gì? Biểu cảm trên mặt Lâm Vĩnh Sương cực kỳ đặc sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới phía sau Lăng Hàn lại còn có một vị tiên vương. Càng chết người chính là, vị tiên vương này còn cực kỳ bao che khuyết điểm, lại trực tiếp ra tay với hắn. Tiên vương bắt nạt tiểu bối phân hồn, ngươi không ngại ngùng sao? Tha mạng, tha mạng, hắn quỳ xuống đất xin tha, ăn mòn đã đến cổ của hắn, chia thân thể của hắn ra làm hai đoạn, đây đối với tiên nhân mà nói cũng không phải chí mạng chỉ cần thức hải không hư là tốt rồi nhưng thanh âm kia không còn vang lên không lâm vĩnh sương phát ra tiếng kêu thê thảm thời khắc này hắn khẳng định là cực kỳ hối hận tham gia cuộc thi đấu này không có một chút xíu chỗ tốt cho dù đoạt được thứ nhất cũng chỉ là tinh tướng mà thôi nhưng hiện tại ngược lại tốt vì tinh tướng lại ném mất mạng nhỏ cái đánh đổi này cũng quá lớn đi sau một tiếng rít lên đầu của lâm vĩnh sương cũng bị nọc độc hoàn toàn ăn mòn hóa thành một vũng máu cường giả thăng nguyên cảnh kia lạnh dung bò lên trên đất vẫn còn giữ lại một cái động gương mặt rõ ràng, hắn nhìn Lâm Vĩnh Sương đã hóa thành dòng máu, trong khoảng thời gian ngắn thức hải hỗn loạn như ma. Gia đại sự, chuyên nhân của cổ đan tháp, thân tử của một vị ngũ tinh đại sư chết mất, hơn nữa còn chết ở trước mặt hắn, để hắn ngay cả cơ hội cứu giúp cũng không có. Cũng còn tốt đây là một vị tiên vương ra tay, hắn hẳn. Không có sao a à, thăng nguyên làm sao ngăn cản tiên vương, dùng cái mông ngấm lại cũng không thể. Mà bốn phía cũng hoàn toàn tĩnh mịch, một vị tứ tinh đại sư liền chết như thế cái này so với đám người thiên thanh nguyệt chết trận càng thêm chấn động dù sao võ giả nhìn chính là tu vi phân hồn cũng chỉ là phân hồn mà thôi nhưng tứ tinh đại sư đó là tồn tại có địa vị tương đương cường giả thăng nguyên cảnh chết mất một vị cường giả thăng nguyên cảnh người nói kinh người hay không huống chi lâm vĩnh sương là con trai độc nhất của một vị ngũ tinh đại sư lần này tuyệt đối sẽ chọc thủng trời vấn đề là tiền vương ra tay lại há có thể lưu lại manh mối gì sau đó ngay cả thù cũng không có ai đi báo. Chẳng lẽ muốn giết hết thầy tiên vương sao? Ai có năng lực này? Có điều, người trong đan phòng hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, còn hết sức chuyên chú luyện linh. Sau một canh giờ, có người trước tiên đi ra, hắn nhất thời sợ hết hồn, làm sao bầu không khí bên ngoài nghiêm nghị như vậy, xảy ra đại sự gì? Rất nhanh hắn liền kinh kêu thành tiếng, cái gì, một vị tiên vương giá lâm, cũng ra tay với lâm vĩnh xương, độc chết hắn. Chuyện này nghe làm sao cũng vô căn cứ a à. tiên vương giết phân hồn còn cần hạ độc ngươi lừa gạt ai vậy lục tục có người đi ra đều là trước tiên bị dọa sau đó làm sao cũng không chịu tin tưởng là tiên vương ra tay quá lừa người ở dưới chấn động như vậy ngay cả đám người ngô tử hư lăng hàn ra đan phòng cũng không có mấy người lưu ý nhưng nếu thi đấu còn chưa kết thúc vậy tự nhiên phải tiếp tục khi tất cả mọi người đều ra đan phòng bắt đầu đánh giá số lần cùng chất lượng luyện linh đạt đến ngũ luyện tổng cộng chỉ có lăng hàn, ngô tử hư, nhật dương đan sư, tạ nhạc trương đều là hai lần ngũ luyện thất bại, lần thứ ba chỉ là tứ luyện, không dám tiếp tục nữa. miễn cho vòng thứ ba một điểm cũng không có mỏ được, vậy liền trực tiếp rơi xuống tới mấy chục tên. phan lạc linh cũng tứ luyện dưới con mắt của mọi người không có cách nào lại ăn gian, có điều thành tích tứ luyện cũng không tính thấp. bởi vậy quán quân liền ở trong lăng hàn cùng ngô tử hư quyết ra. lăng hàn biết được tin tức lâm vĩnh xương tử vong cũng không kinh hãi bởi vì cái này vốn là hắn làm ra, nhưng nghe nói còn có một vị tiên vương ra tay, hắn liền quái lạ. Tiên vương, từ đâu tới tiên vương, Lữ Hải dung sao? Hắn cũng có chút hoài nghi, nhưng nếu không phải một tên tiên vương ra tay, cường giả thăng nguyên cảnh làm sao có khả năng hai lần tự mình té ngã, còn ngã mất răng, ngã thành động chứ? Trường 2292, đánh tới. Quái lạ, hắn tạm thời không có tâm tình đi suy nghĩ vấn đề này, mà là quan tâm kết quả cuối cùng. Rất nhanh, tổng thành tích vòng thứ ba cùng cuối cùng đều đi ra. Người thứ nhất vòng thứ ba, Lăng Hàn, 100 điểm. Người thứ hai, Ngô Tử Hư, 98 điểm. Sau đó tổng thành tích, người thứ nhất Lăng Hàn, 292 điểm, người thứ hai Ngô Tử Hư, 289 điểm. Lăng Hàn số 1, đối với kết quả này, tất cả mọi người là tương đối tin phục, bởi vì Lăng Hàn ở trên nhận biết linh dược là có thể tiến vào 10 người đứng đầu từ xưa đến nay. Vòng thứ hai kỳ thực cũng là người thứ hai, vòng thứ ba là người thứ nhất, quán quân này cực kỳ xứng đáng. Bởi vì Lâm Vĩnh Sương tử vong, nghi thức trao giải cho quán quân cũng vội vội vàng vàng, kín đáo đưa cho Lăng Hàn một tờ bản đồ coi như xong việc. Người thứ hai, không khen thưởng, cuộc thi đấu này vốn chỉ là vì một danh tiếng, vì thu được cơ hội tiến vào cổ đan tháp, vì lẽ đó cho dù là khen thưởng người thứ nhất cũng chỉ là một loại hình thức. Tiên dược ở trong bí cảnh kia, nhưng người nhất định có thể đạt được sao? Tản đi đi, trao giải kết thúc, vậy tự nhiên là ai về nhà nấy lăng hàn cùng bọn người tiểu cốt nữ hoàng đồng thời đi về cũng không trở về khách sạn dự định trực tiếp rời bách long thành mục đích của bọn họ là âm hồn cốc bọn họ đều đạt đến dương hồn đỉnh cao không đột phá liền không cách nào tiến thêm một bước nữa âm hồn cốc ở tây tiên vực cũng không ít mà không giống dương hồn hải chính là âm hồn cốc không có chuyện mở ra hay không mở ra tùy tiện lúc nào cũng có thể đi vào bởi vậy bọn người lăng hàn cũng không cần cố ý tìm kiếm chỉ cần đi âm hồn cốc cách bọn họ gần nhất là được. Ầm, um, một luồng khí tức đáng sợ cuốn qua, một tên cường giả đạp không mà đến, phía sau có một con khổng tước màu đen dương cánh, 18 lông đuôi từng chiếc như kiếm, như tiên binh. Bản tọa dư văn tâm, đến từ Đà La giáo, người cường giả này nói, âm thanh ầm ầm như lôi động, ánh mắt của hắn đảo qua. Thánh tử giáo ta Thiên Thanh Nguyệt chết ở đây, giáo chủ đại nhân lệnh ta tra rõ nguyên nhân, mong các vị bằng hữu của cổ đan tháp phối hợp một chút đây là một vị cường giả thăng nguyên bản tọa phí cường dư huynh hạ xuống nói chuyện một chút thăng nguyên cảnh phía cổ đan tháp nói chỉ là thiếu một đôi răng cửa trên mặt lại đẫm máu hình tượng thực có chút kém dư văn tâm nhìn tên cường giả thăng nguyên này biểu cảm trên mặt quái lạ ngươi mới vừa làm gì đánh nhau với lão bà sao tại sao thê thảm như thế trong lòng hắn hiếu kỳ nhưng lại không tiện hỏi trong lòng hiếu kỳ đến thật giống như bị gãi ngứa hắn nhẹ nhàng ho khan một hồi phí huynh mong rằng phối hợp. Phí cường lộ ra vẻ khó khăn, suy nghĩ một chút mới nói. Dư huynh, không nói gạt ngươi, trong này khả năng còn liên lụy tới một vị tiên vương. Xảy ra chuyện gì, dư văn tâm không rõ. Phí cường nói chuyện đã xảy ra trước đó một lần, sau đó nói. Bản tọa suy đoán, vị tiên vương này tất nhiên là có quan hệ cùng một người dự thi trong đó, nếu không, đường đường tiên vương lại há có thể ra tay với một tên phân hồn cảnh. Phí huynh ngươi lo xa rồi. Sư Văn Tâm khoát tay áo một cái, "Ta muốn tìm chỉ là Thiên Kiêu Võ Đạo, yêu nghiệt có thể đánh chết thánh tử giáo ta, làm sao có khả năng có quan hệ tới đan sư." "Đúng nha." Phí Cường chậm rãi gật đầu, "Trên đời này không có thiên tài như vậy." Tựa Hồ Dư Huynh đã biết hung đồ kia là ai? Hắn hỏi, Sư Văn Tâm gật gù, "Tổng cộng có hai tên hung đồ, một người gọi kỳ vô danh, còn có một người gọi là Lăng Hàn." "Phốc." Phí Cường trực tiếp phun ra ngoài, "Mới vừa rồi còn nói không có thiên tài như vậy." nhưng một cái chớp mắt liền bị làm mất mặt. Thật sự có, ồ, lẽ nào phí huynh ngươi biết hai người kia sao? Sư văn tâm hỏi, kỷ vô danh không biết, lăng hàn thì lại biết, phí cường gật đầu, hư, dám giết thánh tử giáo ta, bản tọa ngược lại muốn nhìn hắn hình dạng ra sao, có người nói người này thân cao bảy trượng, thân hình như đá tảng. Sư văn tâm nói, tiếng nói của hai người cũng không thấp, lăng hàn cũng nghe được thanh thanh sở sở, sắc mặt không khỏi biến thành màu đen. Kháo, đến cùng là ai nói hắn lớn lên như tảng đá. Ha 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 ha, một bên, đại hắc cầu cười đến lăn lộn đầy đất, cái này tự nhiên là công lao của hắn. Thân cao khẳng định không có bảy trượt, lớn lên như tảng đá cũng không phải. Phí cường chỉ tay về phía lăng hàn, ây, người ở nơi đó, ánh mắt của dư văn tâm nhất thời đâm lại, áp lực đáng sợ kéo tới, cho dù lấy thể phách của lăng hàn cũng có một loại cảm giác muốn nổ tung. Cường giả thăng nguyên quá mạnh mẽ, dưới chân tiểu cốt hơi động, che ở trước mặt Lăng Hàn, nhất thời tiêu di cô áp lực kia. "Hả?" Sư Văn Tâm kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm tiểu cốt một hồi. "Các hạ là ai? Người này lại giống Lăng Hàn như đúc, nếu không phải hắn chủ động ra tay, nhất định sẽ khiến người ta hiểu lầm là phân hồn của Lăng Hàn." Hừm, các hạ là ai?" Tiểu cốt tràn đầy phấn khởi, hắn thích nhất người mới cùng hắn chơi học vẹt. "Ta là ai?" Sư Văn Tâm lộ ra vẻ không vui, vừa nãy hắn liền tự giới thiệu, hiện tại ngươi còn hỏi? là cố ý giả câm vờ điếc sao. Hắn đè lại hỏa khí nói, bản tọa dư văn tâm, đến từ đà la giáo, bản tọa dư văn tâm, đến từ đà la giáo, tiểu cốt đàng hoàng trịnh trọng nói, các hạ, người đây là ý gì, dư văn tâm tăng cao âm thanh một đoạn, lộ ra vẻ giận dữ. Hiện tại tiểu cốt học vẹt đã không chỉ là nói, mà là ngữ khí, thần thái cũng giống đến sôi gan, hắn cũng lộ ra vẻ giận dữ, lớn tiếng nói. Các hạ, người đây là, dư văn tâm tức giận đến muốn nổ tung, Người ở ngay trước mặt ta giả mạo ta, chơi rất vui sao. Người quá mức, hắn trầm giọng nói. Người quá mức, tiểu cốt cũng trầm giọng nói. Dư văn tâm nhẫn không thể nhẫn, hung hãn ra tay, hư không nhấn một trường về phía tiểu cốt. Nhất thời, một mũi tên màu đen bắn ra, che kín phù hiệu đại đạo, đây là một đòn có thể tan vỡ thiên địa. Tiểu cốt đầy mặt mờ mịt, cũng không tránh né, mặc cho mũi tên này tập kích lại. Phốc, hắc tiến vào thể, tiểu cốt dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn dư văn tâm, đầy mặt cũng không rõ, Vừa nãy không phải chúng ta còn chơi rất vui sao, làm sao ngươi đột nhiên lại đánh ta? Hơn nữa, đánh ngực ta làm gì, sẽ không tạo thành thương tổn mảy may a. À? Chương 2293, Lữ Hải Dung đến. Dư Văn Tâm cũng cực kỳ giật mình, hắn còn chưa từng thấy thăng nguyên cảnh nào dám cứng nhận một lần công kích của hắn như thế. Hắn có chút suy nghĩ, nhất thời tỉnh ngộ, ngươi dùng bí thuật, thu nhỏ lại thân thể của mình, cái vẻ ngoài này, chỉ là xác không mà thôi chẳng trách dáng dấp tương đương lăng hàn chẳng trách dám ăn mình một đòn này căn bản không phải là thân thể chân thực ngươi dùng bí thuật tiểu cốt lần thứ hai học vẹt dư văn tâm giận dữ lúc này ngươi lại còn như vậy đây là miệt thị ta đến cỡ nào hắn hét dài một tiếng giết về phía tiểu cốt tay phải rung lên đã có thêm trường kiếm màu đen phù hiệu đại đạo nhảy lên bộc lộ tài năng tiểu cốt ra quyền đón nhận oanh 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 cùng dư văn tâm cứng đối cứng trên thực tế hắn chỉ là một khúc xương không có thân thể máu thịt nắm đấm chính là quy tắc thiên địa biến thành tự nhiên không sợ cùng lợi khí đấu đối diện hai đại cường giả thang nguyên đấu đối diện căn bản không có mấy người có thể ở một bên quan chiến không ai không dồn dập lui lại tiểu cốt chỉ là bị động phòng ngự ngoại trừ đối đầu người tu luyện hệ thống khác hắn đối với người nào cũng sẽ không nhắc lên sát ý nhưng sức chiến đấu của hắn thực không yếu mặc cho dư văn tâm công kích làm sao cũng vô dụng như núi cao không ngã ngay ở lúc ác chiến hai đạo khí thức đáng sợ xuất hiện. Giữa bầu trời, hiện ra một đôi nam nữ, mặc dù là cùng nhau xuất hiện, nhưng hiển nhiên không phải một nhóm, hai người trong lúc đó cách đủ khoảng cách, bảo đảm dù đối phương đột nhiên làm khó dễ cũng có đủ thời gian phản ứng. Kim ô giáo thạch hoành, vân lãng cốc ngải ngọc, hai nam nữ này phân biệt tự giới thiệu, mỗi người đều cực kỳ kiêu ngạo. Bọn họ đều là thăng nguyên cảnh, cho dù là ở Tây Tiên Vực, thăng nguyên cảnh cũng có thể được gọi là cường giả cấp cao nhất, trên bọn hắn chỉ có tiên vương, nhưng tiên vương có thể có mấy vị. Thạch huynh, ngả tiên tử, phí cường chắp tay chào, vừa nghe lai lịch của hai người này liền biết, bọn họ phân biệt là vì dư hoa thanh cùng trúc tuệ vân đến. Thánh nữ giáo ta bị giết, bản tọa phụng mệnh mà đến, truy bắt hung đồ. Ngài Ngọc nói, thân thức trải ra, bao phủ toàn bộ bách long thành. Một người là kỳ vô danh, trong tay nắm một tiểu cung, một người là lăng hàn, thân cao bảy trượng, thân hình như tảng đá. Còn xong chưa, Khóe miệng của Lăng Hàn co giật, sau này thời điểm mỗi người nói tới hắn, đều trước tiên nói một câu như vậy sao? Thạch Hoành không nói gì, hắn là trên nửa đường gặp phải ngải ngọc, song phương mục tiêu tương đương, cũng là muốn truy bắt kỷ vô danh cùng Lăng Hàn. Nếu ngải ngọc đã mở miệng, hắn đơn giản liền không nói lời nào, ngược lại những người phía dưới kia chỉ là tiểu nhân vật phân hồn chảm chân, hắn ngay cả nhìn thẳng cũng chẳng muốn. Phí cường chỉ chỉ Lăng Hàn, chính là hắn, tiểu tử này cũng thật gan to bằng trời, giết mấy người thiên thanh nguyệt lại không mau mau chạy trốn còn tới tham gia đan đạo tỷ thí càng khéo chính là tiểu tử này lại còn được số một ngài ngọc uy nghiêm đáng sợ nhìn lăng hàn nói kỳ vô danh ở đâu ta không phải bảo mẫu của hắn làm sao biết hắn ở đâu lăng hàn vuốt hai tay đối phương thế tới hung hăng cực kỳ địch ý coi như hắn thả tư thái đến mức thấp hơn cũng vô dụng vậy tại sao hắn còn phải nuốt giận vào bụng lại nói sau khi tiến vào bí cảnh vốn là sinh từ tự phụ nếu không còn vào cái giám a à. quả nhiên là nhiệt xúc coi trời bằng vung lại dám nói chuyện với bản tọa như thế sắc mặt của ngài ngọc phát lạnh lộ ra sát ý ít nói nhảm bắt người thạch hoành không kiên nhẫn nói ngài ngọc khó chịu mà liếc mắt nhìn hắn nhưng không có bốc lên chiến đấu nàng có tự mình biết mình đối phương là thăng nguyên viên mãn nhưng mình chỉ là đại thành một cảnh giới nhỏ khác nhau sức chiến đấu cực kỳ cách xa nàng cũng xác thực chẳng muốn nói nhiều với một tiểu nhân vật Lúc này duỗi tay một cái, tóm tới Lăng Hàn. Đùng, tay của nàng vẫn không có bắt được, liền bị một cái tay khác đột nhiên xuất hiện, lớn như núi, nặng nề quất tới nàng. Cái bàn tay lớn này thế không thể chặn, kéo theo công kích mà ngải ngọc đánh ra, cùng một chỗ vỗ trở lại. Khí tức đáng sợ lay động, một cô gái từ đằng xa đạp không đi tới, rõ ràng không nhanh không chậm, nhưng một bước xuyên qua Thiên Sơn Vạn Thủy. Quy tắc không gian, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, nhưng kế tiếp bọn họ không khỏi hai tay ôm đầu lộ ra vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Tiên vương, có thể một đòn ung dung đánh bay tham nguyên cảnh như vậy, đương đại ngoại trừ tiên vương ra không có người nào nữa. Hơn nữa, tiên vương dung nhan đặc thù, quanh người nữ tử này có bốn màu ánh sáng giật động, như bốn thiên đạo, đại diện cho nàng là tiên vương tầng bốn. Sú lão thái bà, người tới rồi, hổ nữ hừ hừ nói, người cũng thật là chậm, để nữ chờ lâu, người tới là lữ hải dung, nàng nghe nói sự tình lăng hàn, kỷ vô danh tàn sát đám người thiên thanh nguyệt, Liên lập tức chạy tới, nàng tới đây cũng không có dùng nhiều thời gian, nhưng tin tức truyền tới trong tai nàng chỉ là sự tình một ngày trước. Xin ra mắt tiền bối, Lăng Hàn ôm quyền hành lễ, Lữ Hải Dung không khỏi lắc đầu, Lăng Hàn cũng thật là biết gây rắc rối, lại lập tức đắc tội mấy đại giáo. Tuy những đại giáo này chỉ là tầng 8, không có một cái có thể so với côn bằng cung, nhưng hiện tại côn bằng cung mưa gió lay động, làm sao cũng sẽ không sẵn lòng nhiều hơn mấy đại địch như thế. Xin chào đại nhân, nhất thời, tất cả mọi người đều hành lễ. Đại nhân, Thạch Hoành thu hồi thái độ kiêu căng, thi lễ với Lữ Hải Dung. Người này giết thánh tử giáo ta, không biết đại nhân cùng hắn có quan hệ gì. Ý này là không có quan hệ trí thân gì, lão gia ngài vẫn là không nên nhúng tay. Vì sao Thạch Hoành dám có thái độ như vậy? Đó là bởi vì Lữ Hải Dung chỉ là tiên vương tầng 4, mà Kim Ô Giáo là thế lực tầng 8, trong giáo tổng cộng có 7 tiên vương, có 3 vị ở trên tầng 4, tự nhiên không cần quá mức sợ hãi. Lữ Hải Dung đương nhiên hận không thể bỏ rơi người chuyên gây họa như Lăng Hàn, nhưng thứ nhất hổ nữ dính hắn lợi hại, thứ hai người này là truyền nhân của vị kia, cùng côn bằng cung có duyên rất sâu, làm sao có khả năng làm như không thấy. Nàng lạnh nhạt nói, bản tôn cùng hắn là quan hệ gì, có người tư cách chất vấn sao? Nếu bản tôn đã ra tay, còn không mau lui. chương 2294, tiên vương đến nhiều thượng. Tiên vương nguyên bản không cần ẩn nhẫn như vậy, nhưng ai bảo côn bằng cung có một đại địch, thực không thích hợp kéo nhiều cường địch hơn nữa. Ánh mắt của Thạch Hoành không khỏi sáng lên, Lữ Hải Dung không có trực tiếp đánh bay hắn, mà nhẫn nhịn nói chuyện với hắn, nói rõ đối phương tất nhiên có kiêng kỵ rất lớn với Kim Ô Giáo, bằng không đường đường tiên vương cần ẩn nhẫn như vậy sao. Hắn vái chào nói, đại nhân, thánh tử giáo ta thiên phú võ đạo kinh người, nguyên bản tiền đồ vô lược, rất được giáo chủ đại nhân yêu thích, hiện tại bị người liên thủ đánh giết, chết không nhắm mắt, mà giáo chủ đại nhân cũng không cách nào khoan dung bất công như vậy bất công rõ ràng là bốn người thiên thanh nguyệt liên thủ muốn giết lăng hàn cùng kỳ vô danh không đúng là bọn họ liên hợp tất cả mọi người tiến vào thần long sơn cô lập vây quét lăng hàn cùng kỳ vô danh không nghĩ tới còn có hình người màu đen tồn tại để bọn họ thông minh quá sẽ bị thông minh hại bị giết hầu như không còn chuyện này làm sao gọi bất công chỉ là bởi vì lăng hàn cùng kỳ vô danh thực đủ mạnh để bọn họ tự nâng đá đập chân mình lữ hải dung không biết là chuyện gì xảy ra nhưng thứ nhất nàng không thể lui bước thứ hai càng không thể tiếp thu một tên thăng nguyên cảnh uy hiếp mặt cười nhất thời lạnh lẽo điềm nhiên nói từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy kính xin đại nhân cân nhắc thạch hoành vái chào đến cùng xếp đặt tư thái đến mức cực thấp để lữ hải dung không tiện phát tác thái độ của vân lãng cốc ta cũng giống như vậy ngài ngọc đã bay trở về tóc có chút tán loạn khóe miệng mang máu nhưng không có bị trọng thương cái này không phải thực lực của nàng mạnh mẽ mà là lữ hải dung hạ thủ lưu tình lữ hải dung sát khí ẩn động hai thăng nguyên cảnh này lại dám uy hiếp mình, thật sự cho rằng nàng không dám giết người sao. Tuy hiện tại côn bằng cung ở vào trong nguy cơ rất lớn, nhưng có một vị tiên vương tầng 9 tỏa chấn, cho dù đang khó khăn, nhưng muốn giết tiên vương tầng 8 vẫn như cũ là có thể làm được. Ha ha, đạo hiếu vẫn là cân nhắc sau đó làm mới tốt. Trong tiếng cười sang sáng, một nam tử đột nhiên xuất hiện, quanh người thình lình có bốn màu ánh sáng vần quanh. Đó là một vị tiên vương, bốn màu ánh sáng trói lọi, như có bốn thiên đạo bảo vệ, mạnh mẽ đến cực điểm. Đó là một vị tiên vương, hơn nữa còn là tồn tại tầng 4. Lữ Hải Dung lộ ra vẻ thận trọng, cho dù nàng đến từ thế lực tầng 9, cũng không dám coi khinh đối phương chút nào, bởi vì có thể bước vào tiên vương, lại có người nào không phải hạng người kinh diễm tuyệt thế. Đặc biệt là tiên vương tầng 4, không biết trải qua bao nhiêu mài rũa sức chiến đấu tuyệt đối như thiên kiếm, có thể chém chết tất cả. Xưng hô như thế nào, Lữ Hải Dung nhìn về phía tên tiên vương này, Tên Tiên Vương này lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Đà La giáo, Toàn Phong, Lữ Hải Dung gật gù, Côn Bằng Cung, Lữ Hải Dung, hóa ra là Hải Thiên Vương đại danh đỉnh đỉnh, Toàn Phong Tiên Vương cười ha ha, chắp tay, nghe đại danh của Hải Thiên Vương đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được thấy, vinh hạnh. Khách khí, Lữ Hải Dung cũng hiện lên nụ cười, đối phương là một tên Tiên Vương, không thể coi thường. Côn Bằng Cung chỉ lấy nữ đệ tử, người này cùng quý giáo sẽ không có quan hệ gì mới đúng toàn phong tiên vương đổi đề tài lại đến trên người lăng hàn vì lẽ đó kính xin hải thiên vương cho ta một bộ mặt giao người này cho ta lữ hải dung lắc đầu cái này thứ khó tòng mệnh hải thiên vương người đây là đang làm khó dễ ta a à. toàn phong tiên vương thở dài trên mặt lộ ra ngượng nhịu. ha ha lữ hải dung nở nụ cười nàng xác thực kiêng kỵ thực lực của đối phương cũng xác thực không muốn thay côn bằng cung kéo cường địch nhưng muốn chiến một trận nàng nửa điểm cũng không kinh sợ Vậy cũng chỉ có so tài xem hư thực, Toàn Phong Tiên Vương nói. Lĩnh giáo một hồi, Lữ Hải Dung ngạo nhiên nói: "Nàng tuyệt không dám coi khinh đối phương, nhưng tràn ngập tự tin đối với thực lực của mình, một cái đến từ thế lực tầng 8, một cái khác là tầng 9, đừng xem chỉ cách một tầng, nhưng đã sớm nói, Tiên Vương 9 tầng, một bước một thiên địa, có thể so sánh sao?" Đại giáo Tiên Vương tầng 9, truyền xuống công pháp kinh người ra sao, đây là tồn tại đứng ở đỉnh cao của tiên vực, không biết có bao nhiêu thứ tốt. Bởi vậy đánh nhau cùng cấp, nàng có đủ tự tin có thể thắng. Ha ha, cho phép ta cũng xía vào một chân, trong tiếng cười khẽ, chỉ thấy đó là một nam tử đạp trời mà đến, hắn rõ ràng không cao to lắm, nhưng trời xanh phẳng phất như nằm dạp ở dưới chân của hắn, có dáng lành vạn trượt, ánh sáng bốn màu vần quanh ở quanh người hắn. Đó là một tên tiên vương tầng bốn, thấy Lữ Hải Dung nhìn mình, vị tiên vương này lộ ra nụ cười ôn hòa. Vân lãng cốc, nguyên phương, ngang, một tiếng thú thét, chân trời xuất hiện mây lửa, sau đó mây lửa này bằng tốc độ kinh người bay tới, tầng mây tản đi, lộ ra một tráng hán vóc người cao to. Trên người hắn để trần, ngực có một hình xăm con sói, dữ tợn không nói ra được. Cái này không phải xăm lên, mà là trời sinh thì có, mơ hồ có ánh sáng đại đạo lưu chuyển, tỏa ra áp lực ép người. "Kim ô giáo, thanh lang." Đại hán này nói, âm thanh ầm ầm như lôi động, phía dưới nhất thời có rất nhiều người bị chấn ngất đi. Tiên Vương trị uy kinh thiên động địa, một ý nghĩ liền có thể chấn nát tinh thần. Con mắt của Lữ Hải Dung không khỏi hơi căng thẳng, cuối cùng lộ ra vẻ kiêng rè. Tiên vương thành tựu quá khó, có thể trở thành tiên vương, người nào không phải kỳ tài ngút trời, thiên kiêu trong thiên kiêu. Một trọi một, nàng có niềm tin tất thắng, một trọi hai, nàng cũng tự tin sẽ không thua, nhưng một đôi ba. Cái này liền không nói được rồi, then chốt là, hổ nữ còn ở đây, cung chủ tương lai của côn bằng cung, là tương lai của tất cả mọi người côn bằng cung, tuyệt đối không thể có một chút xíu tổn thất vậy thì làm cho nàng tràn ngập kiên kỵ, không dám buông tay chiến một trận. Then chốt là, nếu như hổ nữ bị người bắt, tứ hải cung tuyệt đối sẵn lòng ra giá tiền kinh người trao đổi, mà bảng giá như vậy khả năng ngay cả tiên vương tầng 8 cũng không cách nào từ chối. Tỷ như, tiên dược niên đại kỳ nguyên, hay là thiên địa bản nguyên. Chỉ cần không đạt tới tầng 9, thiên địa bản nguyên đối với tiên vương cũng có ý nghĩa tham khảo. Chúng ta chỉ cần tiểu tử này, nguyên phương tiên vương chỉ vào lăng hàn. Chương 2295, Tiên vương đến nhiều hạ. Nếu như Hải Thiên vương không đồng ý, vậy chỉ có xung đột vũ trang. Có điều, an toàn của mấy cô gái nhỏ này liền không thể bảo đảm. Ba tên tiên vương một người một câu, đạt đến cấp bậc như bọn họ căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi, một cái ánh mắt liền có thể trao đổi ý kiến, thống nhất hành động. Nam tử tuyệt đối không thể là đệ tử của Côn Bằng cung, nhưng nữ có thể, tuy không biết là người nào, có khi là toàn bộ, nói chung, uy hiếp hết liền được rồi. Lữ Hải dung nhất thời biến sắc, đây là uy hiếp của nàng. Tiên Vương đại chiến, coi như nàng thu hổ nữ vào không gian thần khí cũng không an toàn, có khả năng cực cao ở trong đại chiến đổ nát, sau đó bị dư âm lực lượng của cấp Tiên Vương dễ dàng thắt cổ. Ba vị Tiên Vương tầng 4, hoàn toàn có tư cách uy hiếp đến nàng. Lúc này tất cả mọi người đều thành nền, ý nghĩa tồn tại chính là khán giả. Cho dù địa chủ Như Phí cường cũng một chữ không dám nói ở trước mặt Tiên Vương, thăng nguyên cảnh mạnh hơn cũng là cạn bá. Hải thiên vương, làm sao? Thanh lang tiên vương lớn tiếng nói, mỗi một chữ đều hóa thành đạo phù. Hắn quá mạnh mẽ, nói ra như Pháp, có thể trấn áp thiên hạ. Lữ Hải Dung lộ ra vẻ giấy ruộng, vì tôn nghiêm của côn bằng cung, nàng nguyên bản phải cực kỳ cường thế đến đáp lại. Đại chiến một trận, trọng thương một hai tiên vương sau đó nhẹ nhàng rời đi, nhưng hiện tại nàng đang suy nghĩ thỏa hiệp. lang hàn trọng yếu đến đâu, cũng không thể vượt qua hổ nữ. Lão thái bà, đánh cho nữ, đánh nổ những người này. Tuy hổ nữ làm việc vô căn cứ, nhưng nhãn lực cực sự cao minh, lập tức nhìn ra Lữ Hải Dung dẫy ruộng, ngay lập tức bạo động. Kháo, lăng hàn của nữ làm sao có thể có việc. Hải Thiên Vương, cân nhắc A, à, ánh mắt của toàn phong tiên vương nhìn chằm chằm hổ nữ, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Tuy cách rất xa, nhưng toàn phong tiên vương vẫn nghe nói một ít sự tình của côn bằng cung, dù sao cũng là thế lực tầng 9, cho dù là ở Tây Tiên Vực, thế lực như vậy cũng chỉ chừng 10 cái. Năm xưa côn bằng cung cực thịnh một thời, có hai vị tiên vương tầng 9 tỏa chấn, có khí phách của tiên vực đệ nhất thế lực, nhưng theo cung chủ tiền nhiệm bị phục kích chết trận, côn bằng cung liền cực thịnh mà suy, hiện tại bị tứ hải cung vây quét, khổ sở dẫy rùa ở biên giới tồn vong. Có thể làm cho Lữ Hải Dung kiêng kỵ như vậy, lại có thể xưng một vị tiên vương tầng 4 là lão thái bà, thân phận của hổ nữ thực quá rõ ràng. Cung chủ đời tiếp theo của côn bằng cung, nếu như bắt hổ nữ, giao cho tứ hải cung, hắn có thể đạt được tưởng thưởng gì? Thế lực tầng 9A, tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên, gốc gác thâm hậu đến kinh người. Cái ý niệm này vừa lên, tâm của hắn lập tức sinh động, hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Muốn hắn đánh giết Lữ Hải Dung, hắn tự nhiên nửa điểm nắm chắc cũng không có, nhưng chỉ cướp giật hai tiểu bối phân hồn cảnh, hắn tràn ngập tự tin. Hắn có thể nghĩ đến, thanh lang tiên vương cùng nguyên phương tiên vương như thế nào sẽ không nghĩ tới, bọn họ cũng nhìn chằm chằm hổ nữ, lộ ra vẻ hừng hực. Lữ Hải Dung nhìn ở trong mắt, quyết định thật nhanh nói. Được, người này có thể giao cho các ngươi, nàng tuyệt đối không thể để cho hổ nữ ra bất kỳ vấn đề gì. Lão thái bà, người nói hưu nói vượn cái gì, hổ nữ tức giận đến kêu to hoa hoa, toàn phong tiên vương cùng ba người nhìn lẫn nhau, dồn dập gật đầu, tạm thời vẫn không nên kích thích lữ hải dung, dù sao người ta cũng là tồn tại tầng 4, nếu liều mạng có khả năng cực cao kéo một hai cái trong bọn họ bồi táng. Trước tiên bắt lăng hàn, sau đó thông báo tiên vương tầng 5, tầng 6 thậm chí càng mạnh hơn trong giáo, tự nhiên có thể bắt Lữ Hải Dung cùng hổ nữ. Nhà đầu này làm việc cũng quá vô căn cứ, đại hắc cầu ở phía xa thầm nói, đần độn như thế, do dự không quyết như thế, đến tột cùng làm sao thành tựu tiên vương. Quả nhiên, những năm này đều là sống trên người chó. Phi phi phi, là con hàng nào phát minh câu nói này, thật là đáng chết. Nó đột nhiên ngửi ngửi, sau đó lộ ra vẻ quỷ dị. hung bà nương linh rượu này đuổi theo, kha kha, vừa vặn, thay cậu ra ra tay giải quyết những tiểu quỷ này. Nếu như có người nghe được nó phân biệt xương bốn vị tiên vương là nha đầu cùng tiểu quỷ, phỏng chừng không phải hù chết chính là cười chết, còn đại hắc cẩu này là điên rồi sao, hay thực lực mạnh đến nghịch thiên. Đại hắc cẩu rũi ra một cái móng vuốt, vùng vẫy ở trong không khí, một vòng sáng hình tròn xuất hiện, bên trong che kín hoa văn, giống như là một đồ án, lại giống như là một tự phù, vô cùng phức tạp. Quái lạ chính là, móng vuốt của đại hắc cẩu luồn vào trong vòng tròn, một đoạn sâu vào này lại biến mất không còn tăm hơi đây là quy tắc không gian thực sự là không nỡ a à, thật vất vả mới trộm được tới tay đại hắc cầu lấy ra một cái quần lót lộ ra vẻ tiếc hận có điều không trả lại cho hung bà nương kia phỏng chừng sẽ đuổi theo cầu ra vĩnh viễn không bỏ qua ai người một hồi tinh thần gấp trăm lần a à. đại hắc cầu cầm quần lót người một cái cực kỳ hèn mọn đầy mặt đều là vẻ say mê nhưng cuối cùng móng vuốt tìm tòi ném quần lót vào trong vòng tròn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Có trò hay nhìn, đại hắc cầu quét đi tiếc hận sạch sành xanh, trở nên tràn đầy phấn khởi. Giữa bầu trời, toàn phong tiên vương ra tay, tóm về phía lăng hàn. Nếu Lữ Hải Dung đã mở miệng, vậy lời của tiên vương đương nhiên là nặng như trời, tuyệt đối không thể có khả năng đổi ý. Lăng hàn căn bản không thể nhúc nhích, thậm chí ở dưới thần niệm của tiên vương khóa chặt, hắn ngay cả ý nghĩ cũng không có cách nào chuyển qua, thật giống như gặp thời gian quy tắc, hết thảy đều trở nên chậm đến thái quá. Xeo, tiên quang xẹt qua, tiểu cốt đột nhiên lui trở về, che ở trước người lăng hàn, tiên vương cốt trong cơ thể phát quang, giật lan ra khí tức tiên vương mạnh mẽ. Cái gì, dư văn tâm chấn kinh đến con người muốn nhảy ra. Khí tức tiên vương, làm sao có khả năng, lẽ nào hắn là cùng tiên vương giao chiến. Cái này, trên đời có tiên vương như vậy sao, mặc hắn oanh kích cũng không hoàn thủ, dễ tính quả thực không phải người. Nhưng khí tức tiên vương sẽ không lừa người, không nói cái khác nếu như hiện tại để hắn đối mặt cổ khí thức này, hắn tuyệt đối sẽ hai chân như nhũn ra, căn bản ngay cả khí lực nhúc nhích cũng không có. chương 2296, tiểu cốt phát huy. ầm đòn đánh này của toàn phong tiên vương nhất thời bị cản lại, nhưng thân thể của tiểu cốt cũng ầm ầm phá nát, đây cũng không phải là bản thể của hắn, lực phòng ngự có hạn, ở trước mặt tiên vương căn bản không đỡ nổi một đòn. Một khối xương trắng như tuyết phiêu phù ở trên trời, phía trên có phù hiệu cổ điển, tỏa ra khí tức thương tang, mà một luồng khí thức tiên vương mạnh mẽ cũng lan tràn ra, thật giống như có một tồn tại vô thượng giáng lâm. Hả, ô, toàn phong, nguyên phương, thanh lang bao quát lữ hải dung, tứ đại tiên vương đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trước bọn họ cũng không có phát hiện, hóa ra tiểu cốt căn bản không phải một người, mà chỉ là một cái xương. Một cái xương mà thôi, lại có thể chịu đựng được một đòn của tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương tầng 4, quá khó mà tin nổi. Tiên khí, tứ đại tiên vương đều nhìn chằm chằm tiểu cốt, không đúng, đây là di cốt của một vị tiên vương, hơn nữa ở trên thể thuật đạt đến độ cao vô thượng, cho nên mới có thể sánh ngang tiên kim, nếu không, bị lực lượng năm tháng ăn mòn, thân thể tiên vương cũng sẽ từ từ mất đi hoạt tính, không thể chặn được công kích của một vị tiên vương khác. Vị tiên vương này khi còn sống hẳn đạt đến độ cao kinh người. Tầng 7, e là không chỉ như vậy, phải trên tầng 8, tứ đại tiên vương đều kinh ngạc không thôi, người chết, đạo diệt, đây là trí lý vạn cổ bất biến, cho dù là tiên vương cũng không thể ngoại lệ. Nhưng hiện tại cây tiên vương cốt này rõ ràng có ý thức của mình, cái này lật đổ thiết luật. Hả, ô, tiên khí, không đúng, đây là, tiểu cốt mở miệng, thuật lại lời của tứ đại tiên vương mới vừa nói một lần. Tứ đại tiên vương, phía dưới tất cả mọi người, một bạch cốt, lại sinh động như thật mà nói chuyện, hơn nữa còn là lời người khác nói qua, đây là tình cảnh quái quỷ thế nào. Lăng Hàn không nói gì, hiện tại tên này đã thành một cái xương, lại còn có tâm tình học vẹt, Tiểu cốt một bên học vẹt một bên tái hiện thân thể, huyết nhục đan dệt, thân thể của hắn tái hiện, tạo hình vẫn giống lăng hàn như đúc, xem ra là quyết tâm gài bẫy lăng hàn rồi. Ô, cổ khí tức này, xa xa, đại hắc cẩu vò đầu bứt tai, nếu như cẩu ra người qua liền không thể quên, nhưng cẩu ra là không hề có ấn tượng, lại nhìn lạc ấn năm tháng của tiên cốt này, tồn tại thời gian chỉ ít mấy kỷ nguyên. Hơn nữa, trên xương có một tia khí tức hắc ám, không phải những sinh linh tả ác kia, mà là chém giết những sinh linh kia lưu lại chỉ có giết quá nhiều sinh linh hắc ám mới có khả năng lưu lại khí tức sâu như vậy. Lẽ nào là tồn tại càng sớm hơn cẩu gia? Không sai, hắc ám chi chiều không phải là thời đại của cẩu gia mới có, mà có thể truy tố đến thời đại thượng cổ càng xa hơn, nói không chắc lúc đó tên này chính là đại chiến với sinh linh hắc ám mới chết. Khi tiểu cốt học vẹt xong xuôi, thân thể của hắn cũng hoàn toàn gây dựng lại, sau đó dùng mắt ngốc manh nhìn tứ đại tiên vương. Đạo hiểu, người đã hóa đạo, còn có chấp niệm gì không bỏ xuống được sao? nguyên phương tiên vương nói hắn tin tưởng cây tiên vương cốt này có thể đi ngược thiên đạo là bởi vì chấp niệm khi còn sống quá sâu đạo hữu người đã hóa đạo tiểu cốt học vẹt chăm chỉ không ngừng sắc mặt của nguyên phương tiên vương nhất thời thúi đen hắn còn sống thật tốt làm sao hóa đạo điều này làm cho toàn phong cùng thanh lang cũng không dám dễ dàng mở miệng bởi vì tiểu cốt căn bản không có coi mình là tiên vương nghe được nói cái gì liền trực tiếp trả về lực sát thương này kỳ thực cũng rất lớn Năm xưa ngang tảng như thế nào đi nữa, bây giờ cũng chỉ là một khối xương cốt, vinh quang không còn. Thanh Lang nói với hai đại tiên vương, chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn trấn áp không được một tiên khí? Một tiên vương cốt, nói tiên khí càng thêm thỏa đáng một ít. Được, liên thủ trấn áp, toàn phong tiên vương cùng nguyên phương tiên vương đều gật đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo long ngâm từ phương xa truyền đến, oanh, vô số hư ảnh thiên long ở trên trời xẹt qua, trăm long múa ngang, uy thế ngập trời. Đùng 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 đùng, tứ đại tiên vương cùng nhau từ giữa bầu trời rơi xuống. Cái gì, tất cả mọi người nhìn mà con ngươi xông ra ngoài, đây là tình huống thế nào, một đạo long ngâm mà thôi, tứ đại tiên vương thậm chí ngay cả đứng cũng đứng không vững, người tới là nhân vật cỡ nào. Cái ý niệm này vẫn không có chuyển qua, chỉ thấy trên quảng trường đã nhiều hơn một người. Mỹ nữ, đại mỹ nữ tuyệt đỉnh, nàng một thân áo xanh, da như bạch ngọc, mũi ngọc mắt hạch, tóc đen như thác, mà ở hai tai lại mọc ra một đôi sừng rồng, như ngọc bích màu xanh lam, chỉ là một đại mỹ nữ tuyệt sắc như thế, lại tỏa ra khí thế lớn lao trấn áp cửu thiên thập địa. Nàng quả thật có thực lực như vậy, bởi vì phía sau nàng có ánh sáng tám màu quấn quanh. Tiên vương tầng 8, trời ạ, à, tiên vương tầng 8, đây cơ hồ sắp đứng ở đỉnh của tiên vực, là tồn tại vô thượng chân chính. Đại nhân, đại nhân, bao quát lữ hải dung, toàn phong tiên vương ở bên trong, tất cả mọi người đều quỳ xuống, hành lễ với vị tiên vương tầng 8 này. Tiên vương tầng 8 một ý nghĩ là có thể giết chết tiên vương tầng bốn mấy lần. Hùng bà nương đến rồi, xem kịch vui a. À. Đại hắc cầu lầm bẩm một câu, thân hình lại trở nên hư vô, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng phảng phất như biến mất khỏi thiên địa. Cái này ở trên nắm giữ quy tắc không gian đã đạt đến độ cao kinh người. Tên tiên vương tầng 8 giữa bầu trời kia đương nhiên chính là linh diệu tiên vương, vẻ mặt nàng giận dữ, như muốn đốt trời nấu đất. Một đường lần theo, nàng xác định đại hắc cầu đáng ghét kia ở ngay gần đây, chỉ là con đại hắc cầu này ở trên nắm giữ quy tắc không gian đã đạt đến mức độ giận sôi, cho dù là nàng cũng không cách nào bắt giữ được. Nàng đối với bốn người Lữ Hải Dung đều làm như không thấy, tuy đều là tiên vương, nhưng tiên vương tầng 4 ở trong mắt nàng kỳ thực không khác run dế, không có đạt đến độ cao như nàng căn bản không thể tưởng tượng nàng mạnh mẽ đến mức nào. Hả, ánh mắt của nàng đảo qua, ngưng ở trên người của toàn phong tiên vương. Đại, đại nhân, toàn phong tiên vương không khỏi run một cái, Thời khắc này thật giống như bị Đà La giáo giáo chủ nhìn, áp lực nặng nề kia để hắn cảm giác mình phản phất như chỉ là một tiểu nhân vật còn chưa có bắt đầu tu luyện. Chương 2297, Tiên Vương tầng 8. "Cái chó hoang kia đâu?" Linh Diệu Tiên Vương mở miệng, "Cái gì chó hoang?" Toàn Phong Tiên Vương không hiểu ra sao, vị chủ này khí thế hùng hổ, nhưng lời nói ra lại khiến người ta hoàn toàn không tìm được manh mối, đây là nổi điên cái gì a? À? Nhưng Lăng Hàn trong lòng lại hơi động chó hoang có thể làm cho tiên vương tức giận đến giơ chân, tựa hồ chỉ có một cái. Đại hắc cẩu, lúc trước nó nói có thể sẽ bị mấy tồn tại vô thượng nhìn chằm chằm, liền rời khỏi lăng hàn, thuận tiện đi ăn trộm quần lót của một vị nữ tiên vương. Kết hợp tình huống bây giờ suy nghĩ một chút, chân tướng hầu như vô cùng sống động. Vị nữ tiên vương này chính là khổ chủ bị đại hắc cẩu trộm quần lót. Đường đường tiên vương, hơn nữa còn là nhân vật tầng 8, lại bị trộm quần lót. Lăng Hàn không khỏi khâm phục đại hắc cẩu, thực lực của tên này bây giờ mạnh đến mức độ cỡ nào, ngay cả tiên vương tầng 8 cũng có thể gieo vạ. Không nói, linh diệu tiên vương hiển nhiên là người tính tình nóng nảy, trực tiếp thò ra một tay, một vuốt rồng màu xanh bóng dưng hiện lên, nắm toàn phong tiên vương thật chặt, phù hiệu đại đạo giật động, có vô thượng chi uy. Đại nhân, ta thật không biết người đang nói cái gì. Toàn phong tiên vương muốn khóc, hắn tốt xấu gì cũng là tiên vương tầng 4, ai thấy hắn không cực kỳ cung kính, kêu một tiếng tôn thượng. Nhưng hiện tại ở trước mặt mọi người bị sách cổ, không còn sức đánh trả chút nào. Vô cùng nhục nhã a, à, nhưng hắn không dám có bất luận lời oán hận gì, bằng không Tiên Vương tầng 8 muốn giết hắn, hoàn toàn chính là sự tình nhất nhiệm. Sau đó coi như Đà La Tiên Vương đi tìm người ta, nhưng có thể đánh thắng được không còn khó nói. Hắn cũng không muốn bị chết không minh bạch như thế. Linh Diệu Tiên Vương hừ một tiếng, một tay khác hư không điểm một cái, đùng, quần áo trên người toàn phong Tiên Vương lập tức nổ tung như hoa hồ điệp bay lượn ở trên bầu trời, mà một cái quần lót màu phấn hồng lại lông tóc không tổn hại, chậm rãi bay xuống. Ồ, tình cảnh này, tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng. Đường đường tiên vương, lại ẩn giấu một cái quần lót của nữ nhân, cái khẩu vị này. Thật đặc biệt, cha cha sách, chẳng lẽ toàn phong tiên vương có đam mê đặc thù sao? Lửa giận của linh diệu tiên vương càng rực cháy, đột nhiên dương tay một cái, oanh, quần lót phấn hồng này liền cháy hừng hực, nhưng trong thời gian ngắn không có dấu hiệu cháy thành cho. Tất cả mọi người ngơ ngác, kia là một vị tiên vương tầng 8A, ngay cả nhân vật như vậy cũng không thể trong nháy mắt thiêu sạch cái quần lót này, vậy lực phòng ngự của cái quần lót này lại kinh người cỡ nào. Cái này tuyệt không phải là của toàn phong tiên vương, chờ chút, tại sao linh diệu tiên vương sẽ nhìn chằm chằm toàn phong tiên vương. Nơi này tổng cộng có 4 tiên vương, nhưng linh diệu tiên vương lại một mực chọn toàn phong tiên vương ra tay. Lẽ nào, Toàn Phong Tiên Vương trộm quần lót của Linh Diệu Tiên Vương. Cái này, chuyện này chỉ có thể nói Toàn Phong Tiên Vương yêu thích quá mức đặc biệt, hơn nữa gan to bằng trời, lại dám rỗi ma trưởng về phía một vị tiên vương tầng 8, còn để hắn thực hiện được. Châu Bò a, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người quang ánh mắt kính nể về phía Toàn Phong Tiên Vương, ngay cả Thanh Lang Tiên Vương cùng Nguyên Phương Tiên Vương cũng không ngoại lệ. Nhưng Toàn Phong Tiên Vương hoàn toàn không biết gì, tại sao trên người mình có thể có một cái quần lót của nữ giới? Hơn nữa, hiển nhiên là cái quần lót này mang đến cho hắn phiền toái lớn. Thấy linh diệu tiên vương đằng đằng sát khí, hắn vội vàng nói. Đại nhân, cái quần lót này không phải của ta. Không không không, cũng không phải ta ăn trộm của ngài. Không không không, ta cũng không biết là làm sao đến. Hắn nói tất cả đều là lời nói thật, nhưng ai có thể tin tưởng hắn đây? Nha, ngươi là một vị tiên vương tầng 4, không phải ngươi ăn trộm, chẳng lẽ còn có người có thể vu oan ngươi sao? Nơi này có thể làm được điểm ấy chỉ có linh diệu tiên vương, nhưng người ta sẽ làm như vậy sao? Thực sự là khôi hài, thật không phải ta, toàn phong tiên vương muốn khóc, cái này với hắn không có chút quan hệ, nhưng hiện tại làm thế nào cũng giải thích không rõ. Xác thực, ngay cả chính hắn cũng sắp tin tưởng là hắn làm ra, bằng không cái quần lót này làm sao đến. Đúng, linh diệu tiên vương giơ tay quất tới một bà tai, trên mặt của toàn phong tiên vương nhất thời xuất hiện một dấu tay đỏ tươi. Cái chó hoang kia, Đến tột cùng ở đâu? Nàng đương nhiên biết Toàn Phong Tiên Vương không phải kẻ ăn trộm quần lót, nhưng khẳng định có quan hệ với Đại Hắc Cẩu, bằng không con chó hoang kia làm sao có khả năng giao chiến lợi phẩm cho hắn. Đại nhân, ta không biết chó hoang gì, ta oan uổng. Toàn Phong Tiên Vương đau khổ nói, trong bụng càng oan ức không thôi. Lấy kiên quyết của Tiên Vương, hắn nguyên bản phải không khuất phục, nhưng linh diệu Tiên Vương hiển nhiên là loại người cực kỳ kích động, hiện tại lại đang lúc tức giận, nào có lý trí có thể nói. Vạn nhất hắn chống đối bị xóa bỏ làm sao bây giờ? Không phải chết vô ích sao? Chết như vậy cũng quá oan, vì lẽ đó hắn nhất định phải sống sót, sau đó tìm ra tại sao? Đùng, 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 linh diệu tiên vương không ngừng phiến tay, đánh lên trên mặt của toàn phong tiên vương. Phong cách hành sự của nàng đơn giản mà thô bạo, không phục liền đánh tới người phục, không nói liền đánh tới người nói. Thanh lang tiên vương cùng nguyên phương tiên vương vừa khiếp sợ vừa không rõ lại hoang mang, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ cùng toàn phong tiên vương là một nhóm, vạn nhất toàn phong tiên vương thể sống chết không khuất phục, vậy bọn họ có phải là cũng vạ lây hay không? Chết đạo hữu không chết bần đạo, người vẫn là mau mau nhận tội đi. Hai đại tiên vương đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn toàn phong tiên vương, chờ mong hắn mau mau mở miệng. Đề, toàn phong tiên vương nhất thời có một loại kích động muốn giết người, các người đó là vẻ mặt gì? Lữ Hải Dung cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nàng cung kính hành lễ với Linh Diệu Tiên Vương nói. Linh Diệu Đại Nhân, hải dung xin cáo lui nàng hiển nhiên nhận ra linh diệu tiên vương tuy linh diệu tiên vương nổi giận đùng đùng nhưng đối với lữ hải dung vẫn rất hòa ái gật gù nói đi đi lữ hải dung hạ thân hình xuống tay ngọc tìm tòi thu hổ nữ lang hàn lại sau đó thân hình hơi động đã rời đi rất xa thanh lam tiên vương cùng nguyên phương tiên vương đều sốt sắng bọn họ cũng muốn chạy đi nhưng một vị tiên vương tầng 8 đứng bên cạnh không có mở miệng cho đi bọn họ sao dám vượt qua lôi trì một bước bởi vậy bọn họ chỉ có phần trơ mắt nhìn, chương 2298 âm hồn cốc. Lữ Hải Dung mang theo đám người lăng hàn phá không mà đi. Có một vị tiên vương tầng 8 tọa chấn, tất cả đương nhiên cực kỳ thuận lợi. Một hơi đi ba ngày đường, lúc này Lữ Hải Dung mới ngừng lại. Liên tục không được, hổ nữ nhất định phải ăn. Một kẻ tham ăn muốn ăn, kia là không gì có thể ngăn cản. Bọn họ liền đi tìm địa phương ăn cơm, Lữ Hải Dung từ đầu đến cuối không có hé răng, bởi vì nàng cảm giác có chút xin lỗi lăng hàn lúc trước bọn họ gặp phải tứ hải cung đánh lén là lăng hàn bảo vệ hổ nữ nếu không sẽ không có chuyện của nàng nhưng trước đó tam đại tiên vương bước vua thoái vị nàng lại lựa chọn từ bỏ lăng hàn tuy hiện tại nguy cơ giải trừ nhưng nàng vẫn còn có chút lúng túng chúng ta đi âm hồn cốc trước hay đi tìm bảo tàng trước hổ nữ vừa ăn vừa hỏi có vẻ tràn đầy phấn khởi chúng ta kế tiếp tiểu cốt vừa ăn một bên học vẹt không nên cướp đồ vật của nữ hổ nữ sốt sắng tiểu cốt cứng đờ này lại còn ăn miếng thịt nàng thích nhất, nàng vội vã đi bảo vệ đồ ăn. Không muốn cướp đồ vật của nữ, tiểu cốt cũng đồng dạng đi bảo vệ đồ ăn, lăng hàn không khỏi cười to nói, vẫn là trước tiên đi âm hồn cốc đi, mấy người bọn hắn đã tới dương hồn đỉnh cao, mỗi một ngày không đột phá âm hồn đều là đang lãng phí thời gian. Tốt, hồ nữ vỗ tay nói, sắc mặt của nữ hải dung có chút đen, nàng đường đường là tiên vương. Nhưng mấy người này thậm chí ngay cả hỏi nàng một hồi cũng không có. Có điều, thứ nhất hổ nữ bướng bỉnh, thứ hai nàng cũng hiếu kỳ lai lịch của tiểu cốt, lực chú ý vẫn ở trên người của tiểu cốt. Âm hồn cốc gần nhất ở, hắc mạc xâm lâm, nữ hoàng lấy ra địa đồ, tìm một lúc, nàng chỉ vào một điểm trên bản đồ nói. Tự chúng ta chạy đi, cần nửa tháng, có điều nếu là có lữ tiền bối hộ tống, một hai canh giờ liền được rồi. Lang Hàn cười nói, người xấu xí, ăn xong liền mang chúng ta đi. Hổ nữ lập tức nói, còn vô vùng bực bội, cái lão yêu bà này lại muốn hy sinh lăng hàn của nữ. Lữ Hải Dung chỉ có phần gật đầu, nàng là tiên vương tầng 4 ở trước mặt hổ nữ thực là một chút tinh khí cũng không có. Cho dù Lữ Hải Dung không có triển lộ ra bá thế gì, nhưng tiên vương chính là tiên vương, tùy ý lưu chuyển ra một tia khí thức cũng cực kỳ đáng sợ, bởi vậy, tuy chỗ bọn họ có mấy nữ tử đẹp như thiên tiên, nhưng không người dám tới thấy sang bắt quàng làm họ. Một bữa cơm ăn rất thuận lợi, cái này ở Lăng Hàn xem ra là chuyện khó mà tin nổi, bởi vì đại bộ phận thời gian bọn họ ở tử lâu ăn cơm sẽ gặp phải phiền phức lữ hải dung cuốn một cái mang theo bọn họ lại đi ra tốc độ của tiên vương quá nhanh chỉ sau một canh giờ bọn họ liền đến hắc mạc xâm lâm kế tiếp liền xem chính các ngươi lữ hải dung nói sau khi đột phá liền tới nơi này ta liền chờ ở đây nói xong thân hình nàng lóe lên đã biến mất không còn tâm hơi đi cũng thật vội vã chúng ta cũng đi hổ nữu đi trước tiên hấp tấp lang hàn nở nụ cười dắt tay của nữ hoàng mà đi, nhu yêu nữ như tiểu oán phụ theo ở phía sau, tiểu cốt đần đột, như con vịt không biết đi đâu. Hắc mạc xâm lâm luôn rất náo nhiệt, nơi này có một loại thảo dược gọi là ma vân cô, tuy không đạt cấp bậc tiên dược, nhưng là vật liệu phụ không thể thiếu trong luyện chế rất nhiều tiên đan, hơn nữa chỉ có nơi này mới có thể sinh trưởng. Bởi vậy, nơi này quanh năm có người hái thuốc, thậm chí bởi vì người hái thuốc cần, trong vùng rừng rậm còn chậm rãi xây dựng lên một thị trấn nhỏ, để cho người hái thuốc nghỉ ngơi, cũng có thể che gió che mưa cho bọn họ. Sau một ngày, mấy người liền tới trấn nhỏ này, tiến vào trấn không cần đòi bảo hộ phí, có điều tất cả đồ vật trong trấn đều vô cùng đắt, bao quát khách sạn. Có điều nếu như lựa chọn ở khách sạn, như vậy chủ quán sẽ bảo đảm an toàn, nếu như ngươi ở ngoài quán, có thể vào không gian thần khí trốn một chút, như vậy thời điểm ngươi rời không gian thần khí, nói không chắc liền có một thanh kiếm ở trước mặt đâm lại. Mấy người lăng hàn chỉ ở trong trấn đi một lượt liền rời khỏi, bọn họ không phải là đến hái ma vân cô, mà là muốn đi vào nơi sâu xa của hắc mạc xâm lâm, bên trong liền có âm hồn cốc. Vì lẽ đó, vùng rừng rậm này liền càng náo nhiệt, luôn có cường giả dương hồn tới, đi vào âm hồn cốc đột phá. Sau ba ngày, mấy người lang hàn mới rốt cục đi tới lối vào âm hồn cốc. Theo lý mà nói, nhóm lang hàn có ba đại mỹ nữ, nên hấp dẫn một ít ong bướm, nhưng tới nơi này hái thuốc như thế nào sẽ là cao thủ. Bởi vậy, phân hồn ở đây tuyệt đối là cấp bậc đại cao thủ, nào có người dám muốn chết tiến vào âm hồn cốc liền không giống đều là đột phá âm hồn mà đến cảnh giới của mọi người cũng thế dĩ nhiên là miễn không được có người muốn phóng túng lang hàn liền giết vài người cuối cùng không có ai còn dám động ý nghĩ không an phận bọn họ lại được mấy ngày phía trước xuất hiện một hồ sâu đầm nước xanh biếc sâu không thấy đáy cái này gọi là ngọc đàm cực kỳ lạnh chính là nơi trí âm mà ở trong đầm sẽ xúc tích ra một loại đồ vật được gọi là âm hồn ngọc cái này như Dương hồn thạch, hòa thần hồn vào liền có thể hóa thành hồn thể. Nhưng làm sao từ trong ngọc đàm đạt được âm hồn ngọc đây? Hiển nhiên không thể lặn xuống, có người nói cái này ngay cả cường giả thăng nguyên cảnh cũng có thể đông giết, chỉ có tiên vương ra tay mới có thể làm được. Có điều, chỉ là dương hồn đột phá, làm sao mời được tiên vương ra tay? Đương nhiên không thể chỉ có một biện pháp như thế, dương hồn cảnh đồng dạng có thể đạt được âm hồn ngọc, vậy cần võ giả lấy thần thức bản thân đi câu thông nếu như thành công âm hồn ngọc sẽ tự mình bay ra mặt nước như vậy có thể lấy ra ngoài giao cho những người khác hay không không được một khi rơi vào trong tay người thứ hai âm hồn ngọc sẽ tự mình đổ nát từ điểm đó mà nói ngay cả mời tiên vương ra tay cũng vô dụng bên cạnh ngọc đàm có rất nhiều người đang ngồi xếp bằng tập trung tinh thần bắt đầu câu thông âm hồn ngọc ở trong đầm người xác thực rất nhiều có dựa vào rất gần có thì ở khá xa hết cách rồi đầm nước hàn khí ngút trời trong đó ẩn chứa quy tắc hệ thủy mạnh mẽ, ngay cả dương hồn đế giả cũng không thể đi đến bờ đầm, đã sớm đông thành băng điêu. chương 2299, xúc động âm hồn ngọc. Có người nói, càng đến gần phụ cận đầm nước xúc động ra âm hồn ngọc, vậy đạt được âm hồn ngọc chất lượng liền càng cao. Đến đây đi, bốn người lăng hàn đều đi về phía trước, tiểu cốt thì không có việc gì mà chuyển lên, nỗ lực tìm kiếm mục tiêu học vẹt mới. Bốn người bọn họ kém cỏi nhất cũng là hoàng giả, hơn nữa ở trong hoàng giả cũng có thể xếp vào hàng đầu, bởi vậy một cách tự nhiên liền vượt qua tất cả những người khác, đi tới vị trí trước nhất. Dù sao, trên đời từ đâu tới nhiều đế giả hoàng giả như vậy. Thậm chí vương giả cũng cực kỳ ít ỏi, trừ khi tổ chức võ đạo thịnh hội gì, hoặc là 100 triệu năm một lần bí cảnh mở ra, mới xuất hiện tình cảnh thiên tài tập hợp, vương giả nhiều như chó. Bốn người này thật lợi hại, đã đi tới phía trước nhất, thiên phú này, sách, đều là vương giả đi, thật làm cho người ta ước ao. Vương giả có thể nghiền ép cung cấp cao cao tại thượng, tự nhiên để cho người đỏ mắt động lòng, gần giống như cũng nên đến cực hạn. Mọi người nhìn chằm chằm bốn người lăng hàn, đều làm ra phán đoán, cũng nên đến cực hạn của vương giả rồi. Nhưng bốn người không có ý nghĩ dừng lại chút nào. Trời ạ, à, làm sao bọn họ còn đi về phía trước? Lẽ nào bọn họ không phải vương giả mà là hoàng giả? Hoàng giả, tất cả mọi người khiếp sợ, ngay cả những người còn hết sức chuyên chú xúc động âm hồn ngọc kia cũng ngừng lại. Âm hồn Ngọc có thể chút nữa lại đi xúc động, nhưng Hoàng giả không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Hoàng giả, vượt một cảnh giới nhỏ vô địch, bọn họ ở trong âm hồn cảnh cũng có thể xưng bá. Trời ạ, à, coi như ta đột phá cũng không phải đối thủ của bọn họ hiện tại. Ai, giữa người và người tranh lệch làm sao lớn như thế? Rất nhiều người không phục, mọi người đều tu luyện, vì sao sức chiến đấu sẽ tranh lệch lớn như thế? Không nên tầm nhìn hạn hẹp, người ta có thể đi tới một bước này. Không biết trả giá bao nhiêu nỗ lực, tuyệt đối không phải hai chữ thiên phú liền có thể khái quát. Có người vẫn rất khách quan, nói ra đúng trọng tâm. Không ít người đều gật đầu biểu thị đồng ý, con đường võ đạo gian nan, muốn trở thành hoàng giả xác thực không thể đổ cho hai chữ thiên phú đơn giản này. Các người xem, bọn họ vẫn không có dừng lại. Có người kinh ngạc thốt lên, chỉ vào bốn người lăng hàn. Cái này cái này cái này cái này, ta nghe nói, năm đó Điền Hách từng đến trước đầm 30 trượng. Điền Hách ha! người ta không phải là hoàng giả phổ thông, ở trong hoàng giả cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Bất quá bọn họ tuyệt đối không thể so với Điền Hách. Tất nhiên, rất nhiều người nói, đại bộ phận người vẫn không chịu nổi người khác tốt hơn mình. Nhưng mà, bốn người lăng hàn đã càng ngày càng gần đầm nước, chặt chẽ vững vàng đánh những người này một tát. Sắp đuổi tới Điền Hách, trời, nhân vật như vậy lại có bốn cái. Khó mà tin nổi a à. bốn người lăng hàn lại đi vài bước, như yêu nữ là người thứ nhất đến trình độ cực hạn, không thể không dừng bước. Dù như vậy, nàng cũng đạt đến khu vực 28 trượng, so với điền hách gì kia còn vượt qua dòng giã hai trượng. Cái này làm những người phụ cận kia chấn kinh, mỗi một người đều há to miệng. Ở trong lòng bọn họ, điền hách chính là thiên tài đỉnh nhất, tuyệt đối không thể bị vượt qua, nhưng hiện tại lại lập tức bị bốn người vượt qua, tự nhiên để bọn họ khiếp sợ đến tê cả ra đầu. Nhưng Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nữ còn đi về phía trước, tiếp tục đổi mới năng lực chịu đựng cực hạn của mọi người đi tới nơi 15 trượng, tốc độ của nữ hoàng, hổ nữ cũng bắt đầu chậm lại, đến nơi này ngay cả các nàng cũng cảm giác được áp lực, tốc độ chảy của huyết dịch trong cơ thể rõ ràng vướng víu. Nếu như huyết dịch hoàn toàn đình chỉ lưu động, này đại diện cho quy tắc hệ thủy phá vỡ thân thể, chết chắc rồi. Hai nữ từng người kích phát lực lượng huyết thống bản thân, tiếp tục đi tới. 14 trượng, 11 trượng, 9 trượng, 7 trượng, 5 trượng. Các nàng cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, lại tiến lên một bước sẽ toàn thân đông cứng, kia chính là tự tìm đường chết. Điều này làm cho hai nữ có chút tiếc nuối, nhưng để những người khác đều kinh ngạc đến ngây người. năm trường, đế giả, hơn nữa còn là đế giả đỉnh cấp, ta nghe Điền Hách nói, chỉ có đế giả mới có tư cách đi vào trong phạm vi 10 trường, mà năm trường là cực hạn của hết thảy đế giả. Nhưng mà tên kia đã đi vào phạm vi 4 trường. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, ngây ngốc nhìn Lăng Hàn tiếp tục đi về phía trước. Trời ạ, à, tên này là muốn một hơi đi tới bờ đầm sao. Không thể, tuyệt đối không thể, vậy thì thật là muốn nghịch thiên rồi. Đúng, ta cũng không tin có yêu nghiệt như vậy. Ba trường, lang hàn cuối cùng dừng bước, cũng làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm tên này trung quy không có nghịch thiên. Đây chính là cực hạn sao, lang hàn thầm nói, thể phách của hắn lại thêm nắm giữ lực lượng quy tắc chỉ có thể để hắn đi đến một bước này, lúc này ngoại trừ nơi tim còn có huyết dịch tuần hoàn, toàn thân hắn đã hoàn toàn đông cứng. Lại tiến lên một bước, hắn chính là tự tìm đường chết. Thủy hỏa hỗ trợ khắc chế, có thể dùng Cửu Thiên Hỏa không? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu, thủy hỏa khắc chế là đối lập lẫn nhau, tỉ như hồng hoang sóng lớn có thể tiêu diệt lửa lớn, nhưng chén nước thì sao? Đối lập cái đầm nước này mà nói, Cửu Thiên Hỏa chính là chén hỏa, không có tác dụng nên có, nói không chắc sẽ ngược lại làm tức giận đầm nước này, đưa tới phiền toái lớn, có thể lấy thần thức xúc động âm hồn ngọc ở đáy đầm, vậy tại sao không thể bị làm tức giận chứ? Hết cách rồi, hiện tại Cửu Thiên Hỏa còn quá yếu như vậy huyền âm mẫu thủy thì sao lăng hàn hơi suy nghĩ lập tức xúc động huyền âm mẫu thủy vận chuyển ở trong thân thể hiệu quả lập tức rõ ràng dòng máu đã đình chỉ lưu động trong cơ thể hắn lại bắt đầu vận chuyển thân thể đông cứng cũng dần dần ấm áp để hắn giơ chân lên bước ra một bước trời thấy cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên bọn họ thấy cái gì một kỳ tích dưới chân lăng hàn liên tục hắn càng đi về phía trước trong cơ thể lại càng ấm áp ở dưới trợ giúp của huyền âm mẫu thủy hắn thật giống như hòa tan vào trong đầm nước bởi vậy đầm nước này tản mát ra băng hàn đáng sợ như thế nào đi nữa cũng không cách nào tổn thương tới hắn